Dạ một vật mời cả lớp lên phần. Nam mô ta sa pha ga va to a ra to sa ma sa bu da sa nam mô ta sa pha ga va to a ra to sa ma Sambuddha Sanam Pantasapagavato Arato Sambuddha Sanam Pantasapagavato. Một vòng chào quý thầy, quý sư, quý sư cô và tất cả quý học viên. Sáng nay chúng ta học buổi cuối và cũng là học cái tập kinh cuối cùng trong 16 tập của tiểu bộ kinh là kinh Mi Tiên Vấn Đáp, tiếng Pali là Milinda Panha. Cái tập kinh này cũng nằm trong quyển thứ 9, cùng cùng với cái quyển mà của Hạnh Tạng chúng ta đã học trong tập 15 đó. Trong cái ấn bản mới thì kinh Mi Tiên Vấn Đáp nằm trong cái quyển thứ 9 của Tam Tạng Thánh Điển Nam Truyền do Viện Nghiên cứu ấn hành năm 2021. Đây là tập thứ 16 và là tập cuối cùng trong 16 tập của tiểu bộ kinh theo sự phân loại Đại Tạng Kinh Việt Nam. Nói như vậy vì sao? Vì ở tại Myanmar thì khi mà nói về tiểu bộ thì có đến 18 tập chứ không phải là 16. Ở đây chúng ta học theo Đại Tạng Kinh Việt Nam thì chúng ta học tiểu bộ có 16 tập. Tại Tích Lan thì tiểu bộ cũng 16 tập. Nhưng mà tại Myanmar sau lần ký tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ 6 năm 1954 đó thì các ngài phân chia tiểu bộ kinh có tất cả là 18 tập. Về niên đại thì tập Mi Tiên Vấn Đáp á, bằng tiếng Pali chứ không phải bằng Hán Tạng. Tập Mi Tiên Vấn Đáp bằng tiếng Pali được ký tập vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất Tây lịch, tức là khoảng 500 năm sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, do ngài Bita Kachulapaya ở miền Trung Ấn Độ trước tác. Như vậy á, kinh Mi Tiên Vấn Đáp không phải là một bản kinh do chính Đức Thế Tôn nói, cũng không phải do các vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn thuyết giảng, mà là do ngài Bati Kachulapaya ở miền Trung Ấn Độ trước tác 500 năm sau ngài Đức Phật nhập diệt. Vậy tại sao cái tập kinh này lại được xếp vào trong tạng kinh thuộc tiểu bộ kinh? Tuy trước tác sau thời Phật nhưng tập kinh này á được Phật giáo Myanmar, đặc biệt là sau lần ký tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ 6, lúc đó không phải chỉ có Chư Tăng ở Myanmar mà có nhiều nước sang tham dự cái đại hội ký tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ 6 này. Thì sau lần ký tập Tam Tạng đó, kinh Mi Tiên được xếp vào trong tiểu bộ thuộc về tạng kinh và là tiểu bộ kinh. Trước năm 2021 á, tiểu bộ kinh ở tại Việt Nam có 15 tập thôi. Đến Hạnh Tạng là cái tập cuối cùng trong tiểu bộ kinh. Nhưng mà lần ấn bản mới đây vào năm 2021, trước năm 2021, tiểu bộ chỉ có 15 tập. Từ năm 2021 đến nay thì tiểu bộ kinh ở tại Việt Nam có 16 tập, là thêm vào cái tập Mi Tiên Vấn Đáp này. Và thật ra vào năm 1954 ở tại Myanmar thì cái tập kinh này đã được xếp vào trong tiểu bộ kinh rồi. Nội dung kinh Mi Tiên Vấn Đáp kể lại những câu hỏi và đáp giữa vua Mi Lăng Đà và ngài Tỳ Kheo Na Tiên. Nhà vua đặt ra câu hỏi và Tỳ Kheo Na Tiên là người trả lời những câu hỏi. Những câu hỏi của vua Mi Lăng Đà trong cái tập Mi Tiên Vấn Đáp này cho chúng ta thấy được cái trí tuệ sắc bén của một vị vua
đồng thời cũng cho chúng ta thấy được á cái tri kiến thâm sâu của ngài Na Tiên Tỳ Kheo. Tất cả nội dung được đề cập trong cái tập Ni Tiên Vấn Đáp này đều thể hiện một cách sáng tạo. Sáng tạo vì sao? Mỗi một câu hỏi ngài Na Tiên không chỉ trả lời, mà mỗi một câu hỏi ngài dẫn chứng, đưa ra những cái ví dụ, những cái ví dụ rất là thực tế. Chính vì vậy nên nói là hết toàn tập nội dung được đề cập trong kinh Mi Tiên á, thể hiện một cách sáng tạo linh hoạt, vì nó có rất là nhiều ví dụ cụ thể gần gũi giản dị. Mỗi cái ví dụ đi kèm với một cái câu trả lời của ngài Tỳ Kheo Na Tiên. Và chính nhờ những cái ví dụ này á, nó tạo ra cái sức thuyết phục đối với người nghe và người đọc, giúp chúng ta dễ dàng lãnh hội được cái ý mà ngài Na Tiên giải thích, ngài Na Tiên trình bày qua các cái ví dụ. Vì các cái ví dụ nó rất là đơn giản, nó thực tế trong cuộc sống. Đây là cái sáng tạo trong cái tập Mi Tiên Vấn Đáp. Hơn tới nữa, những cái chi tiết, những cái dữ kiện được trình bày trong tập Na Tiên á, không chỉ có cái giá trị về về học thuật, về nghệ thuật, mà còn hữu ích cho những người học Phật cả về pháp học lẫn pháp hành. Nó không phải chỉ là những cái lý thuyết suông, không phải là những câu trả lời câu hỏi của nhà vua rồi ngài Ma Tiên, ngài 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 Mi Tiên ngài trả lời, mà nó liên quan đến pháp học và pháp hành, giúp cho tuệ quán phát sanh, phiền não được dứt trừ. Có thể nói chính vì những cái giá trị này nên dù không phải do Đức Phật nói, không phải do các cái vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật nói, và cái tập kinh này được trước tác sau Đức Phật khoảng 500 năm, nhưng vẫn được xếp vào trong Tam Tạng Thánh Điển, thuộc về Tạng Kinh Suttanikaya và nằm trong Tiểu Bộ Kinh, là tập 16 của Tiểu Bộ Kinh. Chính vì những cái giá trị như vừa trình bày, trong lời đầu tiên của bản dịch kinh Ni Tiên Vấn Đáp đó, thì Hòa Thượng Giới Nghiêm ngài đã viết: Phật giáo xếp bộ kinh Ni Tiên Vấn Đáp vào Thánh Điển và Phật giáo Tích Lan. Phật giáo Myanmar xếp bộ kinh Ni Tiên Vấn Đáp vào trong Tam Tạng Thánh Điển, và Phật giáo Myanmar cũng đặt chung với năm bộ Nikaya để tôn thờ và phụng hành. Như vậy chúng ta đủ biết được cái giá trị của tác phẩm này rất lớn về mặt nghiên cứu học thuật, luận giải và về pháp hành. Tại Việt Nam á, thì những cái tập kinh liên hệ đến chủ đề này á, thuộc cả hệ Nam truyền và Bắc truyền, có một số dịch giả dịch sang tiếng Việt và được lưu hành trong giới học Phật từ những thập niên 60-70. Cụ thể như là kinh Mi Tiên Vấn Đáp do ngài Cố Hòa Thượng Giới Nghiêm ngài dịch, đây là ngài dịch từ bản tiếng Pali. Kế nữa là kinh Tỳ Kheo Na Tiên do cư sĩ Đoàn Trung Còn và Quyển Hữu Minh, Quyển Minh Tiến dịch và chú giải. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo do Cao Hữu Đính dịch. Kinh Tỳ Kheo Na Tiên do Thị Nhật Bổn dịch. Đây là những cái tác phẩm liên quan đến những câu hỏi đáp giữa vua Milinda và ngài Na Tiên, được dịch sang tiếng Việt. Thì trong bốn bản dịch này á, bản đầu tiên đó là Mi Tiên Vấn Đáp do ngài Cố Hòa Thượng Giới Nghiêm ngài dịch á, được xem là cái bản dịch nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Và trong cái chương trình học của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ dựa vào cái bản dịch của Cố Hòa Thượng Giới Nghiêm. Các cái bản dịch khác nếu lớp cần tham khảo thì chúng ta tham khảo, nhưng mà trong giáo trình của cái chương trình học
thì chúng ta sẽ dựa vào tác phẩm Kinh Mi Tiên Vấn Đáp do Ngài Cố Hòa Thượng Giới Nghiêm ngày dịch. Thì nhân đây xin nói một vài nét về cuộc đời của Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm. Ở đây là di ảnh của Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm. Ngài sinh năm 1921 ở tại làng Dạ Lê, Thừa Thiên Huế. Ngài xuất thân trong một cái gia đình đạo đức. Cha ông đều là những cái người xuất gia, sống đời phạm hạnh. Thì lúc lên 9 tuổi, Ngài cũng xuất gia tại một cái ngôi chùa ở cái vùng quê hẻo lánh thuộc làng Bản Lãng. Rồi sau đó thọ sa di ở tại nơi này. Đến năm 1940, tức là năm đó là Ngài 19 tuổi rồi. Vì chiến tranh loạn lạc nên Ngài mới rời quê, tức là rời Huế vào Đà Nẵng và sinh ở tại chùa Phổ Đà, rồi tọa tỳ kheo ở tại chùa này theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền. Nên chúng ta thấy Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm á, lúc đầu Ngài xuất gia là theo theo Phật giáo Bắc truyền. Thì lúc lúc vào những thập niên này á, là Phật giáo Nam Tông bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Và chính nhờ vậy nên Ngài có cái duyên nghiên cứu học hỏi giáo lý Nam truyền. Đến năm 1944, lúc đó Ngài 23 tuổi, thì được các cái bậc thiện hữu tri thức giới thiệu và giúp đỡ, thì Ngài mới sang Campuchia và du học. Năm 1947, thì năm đó là Ngài 26 tuổi rồi. Ngài Ngài được Hòa Thượng Níp Tích ở tại Campuchia đó truyền giới tỳ kheo cho Ngài theo truyền thống của Phật giáo Nam truyền. Thì do cái tâm hiếu học hiếu tu, rồi sau thời gian ở Campuchia đó thì Ngài rời Campuchia, Ngài sang Thái Lan, sang Myanmar, tức là Miến Điện đó, để tầm sư học đạo. Thì khi mà Ngài sang Myanmar đó, sau cái khoảng thời gian Ngài học về pháp học, thì Ngài chuyên qua thực hành pháp hành và hành thiền dưới sự hướng dẫn của Ngài Hòa Thượng Mahasi, một vị thiền sư rất là nổi tiếng tại đất nước Myanmar. Ở Myanmar đó thì cái pháp hành thiền được thực hành từ lâu đời, nhưng mà trải qua thời gian chiến tranh loạn lạc thì sau đó Ngài Mahasi á, được xem như là cái vị làm sống lại cái pháp hành ở tại xứ sở Myanmar. Thì lúc đó Ngài Giới Nghiêm Ngài sang vào thập niên 40 đó, Ngài sang Myanmar và Ngài học pháp thiền với sự hướng dẫn của Ngài Hòa Thượng Mahasi. Rồi khoảng 10 năm du phương học đạo từ Campuchia này, từ Thái Lan, từ Myanmar, thì đến năm 1957 Ngài trở về nước, lúc đó Ngài 36 tuổi. Và khi về nước đó thì Ngài cùng với các cái bậc đại cao tăng của Phật giáo Nam truyền như là Ngài Hộ Tông này, Ngài Hòa Thượng Bửu Chơn, Ngài Hòa Thượng Thiện Luật, vân vân, các ngài mới thành lập Giáo hội Tăng già Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam năm 1957, lúc đó Ngài chỉ mới 36 tuổi. Đến năm 1964, lúc đó Ngài 43 tuổi, thì Ngài được Giáo hội suy tôn là Tăng thống của Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, là liên tiếp trong 4 nhiệm kỳ. Đến năm 1981, lúc là Ngài 60 tuổi rồi, Ngài được thỉnh vào Hội đồng Chứng minh và được đề cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài tham dự rất là nhiều hội nghị quốc tế, và đặc biệt trong lần ký tập Tam Tạng Kinh điển lần thứ 6 ở tại Yangon, Myanmar đó, năm 1954, là Ngài có tham dự cái Đại hội ký tập Tam Tạng Kinh điển lần thứ 6. Ngài viên tịch vào ngày 13 tháng 7 năm Giáp Tý, lúc đó Ngài chỉ mới có 63 tuổi, là dịch giả, dịch tác phẩm Mi Tiên Vấn Đáp, vài nét về cuộc đời của Ngài. Chúng ta thấy Ngài là một bậc cao tăng thạc đức. Thì trong chương trình học này, tác phẩm Mi Tiên, chúng ta dựa vào cái tác phẩm dịch thuật của Ngài Giới Nghiêm
Phần đầu tiên cũng như các cái tập kinh khác, chúng ta tìm hiểu về tên kinh, cái tựa đề của kinh. Tựa đề của tập kinh này là Milinda Panha. Đây là một cái danh từ ghép gồm có hai từ Milinda kết hợp với Panha. Milinda thì dịch âm là Milinda hay là Milanda, vì đây là cái danh từ riêng. Danh từ riêng nên không có dịch nghĩa mà chỉ dịch âm. Milinda hay là Milanda. Panha là danh từ nam tánh vị người A, có nghĩa là hỏi, là tham vấn, là vấn đáp. Vì vậy từ Milinda được ngài Milinda Panha được ngài Hòa thượng Giới Nghiêm á, ngài dịch là mi tiên vấn đáp. Theo ngài Hòa thượng đó thì đúng ra cái từ này á, dịch là Milinda sở vấn. Vì Milinda, Milinda là dịch âm là Milinda hay là Milanda. Panha là hỏi hay là đáp. Thì theo ngài Hòa thượng Giới Nghiêm thì cái từ này Milinda Panha phải dịch là Milinda sở vấn. Nhưng mà trong cái phần giới thiệu Hòa thượng nói là do mọi người quen với cái tên gọi cũ là Mi Tiên Vấn Đáp. Do vậy nên khi dịch cái tác phẩm này thì ngài Hòa thượng Giới Nghiêm á, ngài giữ nguyên cái tên cũ. Đó là Mi Tiên Vấn Đáp, chứ ngài không dịch theo cái từ mới là Milinda sở vấn mà là Mi Tiên Vấn Đáp. Đây là từ cái tựa đề của cái tập kinh này. Về phần bố cục á, thì kinh Mi Tiên Vấn Đáp được chia thành 3 phần. Toàn tập Mi Tiên Vấn Đáp được chia thành 3 phần. Thứ nhất là phần dẫn nhập. Thứ hai là phần nội dung. Thì phần nội dung chính á, trình bày 244 câu hỏi đáp giữa vua Milinda và ngài ngài Na Tiên. Và cái phần thứ ba là phần kết, thì sau khi vấn đáp nhà vua đã có suy nghĩ như thế nào về ngài Na Tiên, thì cái phần này được trình bày ở cuối sau 244 câu hỏi. Thứ nhất là dẫn nhập, thứ hai là nội dung gồm có 244 câu hỏi. Và phần thứ ba là sau khi vấn đáp. Về phần dẫn nhập đó thì tác phẩm này á, có hai ý chính là cái phần ngoại thuyết, tức là cái phần giảng giải bên ngoài cái tập Na Tiên này đó. Cái ý thứ hai là chuyện liên quan đến tiền kiếp, thì trong cái chuyện liên quan đến tiền kiếp và kể về tiền kiếp của vua Milinda, về tiền kiếp của đại đức Na Tiên. Và cái ý thứ ba là thấp thoáng bóng sư tử, tức là cho chúng ta biết là ngài Na Tiên, ngài sau một cái thời gian dài để học đạo thì lúc đó ngài bắt đầu nhập thế để mà hóa độ chúng sanh. Thì cái phần mà thấp thoáng bóng sư tử là nói đến cái việc là ngài Na Tiên, ngài sau thời gian học đạo thì ngài ra ngài hoằng pháp. Thì cái phần dẫn nhập để nói hai cái ý chính, ngoài thuyết là cái phần Đức Phật nói chứ không có liên quan đến cái vấn đáp giữa giữa vua và ngài Na Tiên. Cái phần thứ hai thì kể là những cái câu chuyện liên quan trong tiền kiếp của vua Milinda, tiền kiếp của ngài Na Tiên. Về nội dung 244 câu hỏi đáp thì được chia thành 5 nhóm với 5 chủ đề. Thứ nhất là những câu hỏi có khả năng cắt đứt sự nghi ngờ. Khi nhà vua đặt ra câu hỏi thì ngài Na Tiên ngài trình bày, ngài giải thích một cái là dứt trừ cái sự nghi ngờ của nhà vua. Thứ hai là những câu hỏi vượt tầm mức của chúng sanh trong tam giới, chỉ có các vị Bồ Tát mới đáp được. Những câu hỏi mà vượt mức chúng sanh trong tam giới, chúng sanh trong tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới không có đáp được, chỉ có Bồ Tát mới đáp được. Một vị vua mà có thể đặt ra cái câu hỏi như vậy, nên chúng ta mới nói trong cái phần mà giới thiệu chúng ta mới nói thấy được cái trí tuệ sắc bén của nhà vua. Những câu hỏi đó chỉ có ngài Na Tiên ngài đáp được. Những chúng sanh trong tam giới là vượt khỏi cái tầm mức của chúng sanh trong tam giới. Nhóm thứ ba là câu hỏi có tính cách xác định, khẳng định, kết luận, tức là hỏi mà là trả lời luôn.
Nhà vua đặt ra câu hỏi, nhưng mà gần như là nhà vua xác định cái sự việc đó nó đúng như vậy. Thứ tư là câu hỏi về tính chất, tướng, đặc tính của Pháp. Và thứ năm, câu hỏi bằng lối ví dụ so sánh. Những câu hỏi vậy, qua những câu hỏi này, Ngài Mỹ Tiên Ngài đưa ra những cái ví dụ rất là thực tế, rất là gần gũi trong cuộc sống. Vì 244 câu hỏi trong tập Mỹ Tiên Vấn Đáp được chia thành 5 nhóm chủ đề như vậy. Và phần thứ ba là sau khi vấn đáp, thì nhà vua sau khi nghe những lời giải thích của Ngài Na Tiên, nhà vua khởi tâm với Tam Bảo, quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, và sau đó nhà vua truyền ngôi lại cho hoàng tử rồi xuất gia tu tập và thành tựu được quả vị A-la-hán. Đây là tổng quan về toàn tập Mi Tiên Vấn Đáp. Nó gồm có 3 phần như vậy. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, đó là cái phần ngoại thuyết. Lúc nãy có trình bày đó, Mi Tiên có 3 phần là dẫn nhập này, là nội dung gồm 244 câu hỏi, và sau khi vấn đáp được xem như là cái phần kết luận. Thì cái phần dẫn nhập nó có 2 ý là ngoại thuyết và chuyện liên quan trong tiền kiếp. Thì chúng ta tìm hiểu cái phần đầu tiên là ngoại thuyết, tiếng Pali là Bahirākatha. Phần này kể lại chuyện Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng đến Kautina. Kautina tức là cái nơi mà Đức Phật nhập diệt đó, tiếng Pali là Kusinara. Thì tại đó Đức Phật tuyên bố là Ngài sắp Niết Bàn và Ngài dặn Chư Tăng những việc nên làm và không nên làm. Thì Đức Phật mới nhấn mạnh các pháp hữu vi là vô thường, nên nỗ lực tinh tấn tu học chớ có dại đãi. Ý thứ hai Đức Phật nhấn mạnh là sau khi Như Lai nhập diệt, pháp và luật là thầy. Ở tại Kusinaga, Kautina, Đức Phật đã gọi Chư Tăng đến và Ngài dặn hai điều này. Các pháp hữu vi là vô thường, nên nỗ lực tinh tấn tu học, chớ nên giải đại, chớ nên dính mắc vào các cái pháp hữu vi. Và sau khi Đức Phật nhập diệt thì hãy lấy pháp và luật là thầy. Đức Phật cũng cho biết một số việc sẽ xảy ra sau khi Ngài nhập diệt. Thứ nhất là Ngài Ca Diếp, sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Ca Diếp sẽ mở cái đại hội kiết tập tam tạng lần đầu để mà trùng tuyên lại pháp và luật. Chúng ta nhớ lần đầu tiên này chưa có kinh luật luận, mà lần đầu tiên này chỉ mới có pháp và luật thôi. Rồi khoảng 100 năm sau, có một vị trưởng lão tên là Gia Xá. Ngài thỉnh Chư Tăng và triệu tập, kết tập lần thứ hai, trùng tuyên trọn vẹn tam tạng thánh điển. 218 năm sau, tôn giả Moggaliputta Tissa, tức là Ngài Mục Liên tự đế tu đó, tổ chức lần kết tập tam tạng lần thứ ba để loại bỏ tất cả những tư tưởng lai tạp của ngoại giáo, giữ nguyên lời dạy chân truyền của Đức Thế Tôn. 218 năm sau, vào thời vua A Dục. Rồi khoảng 500 năm sau, có một vị vua tên là Mi Lan Đà, có nhiều phước duyên thù thắng đã tạo từ những kiếp trước, đặt ra những câu hỏi rất cao siêu, vi tế, sắc bén bởi năng lực trí tuệ của vị vua, để mà hỏi đạo đến các vị Sa Môn Bà La Môn. Chính những câu hỏi này bức bách các Sa Môn Bà La Môn trong toàn cõi Diêm Phù Đề. Họ không trả lời được những câu hỏi của vua nên tất cả đều lẩn tránh vào trong rừng sâu. Chính vì những câu hỏi của nhà vua, các vị Sa Môn Bà La Môn không trả lời được nên lẩn tránh vào trong rừng sâu. Thì khi đó có một vị tỳ kheo tên là Na Tiên có trí tuệ siêu phàm. Đây là chúng ta nói những cái điều Đức Phật tiên đoán đó. Lúc ở tại Kautina, Đức Phật dặn Chư Tăng hai điều: các pháp hữu vi là vô thường, nên nỗ lực tinh tấn tu tập. Ý thứ hai là Đức Phật dạy là sau khi Ngài mất á, thì nên lấy pháp và luật làm thầy. Rồi sau khi dạy hai điều này, Đức Phật lại tuyên đoán những sự việc sẽ xảy ra. Đây là những điều Đức Phật tiên đoán trước khi Ngài nhập diệt.
Thì Ngài nói 500 năm sau có một vị vua tên là Milin Lan Đà. Với cái trí tuệ sắc bén để đặt ra những cái câu hỏi làm cho các vị Sa môn, Bà la môn toàn cõi Diêm Phù Đề cảm thấy là bức bách sợ hãi và lẩn tránh vào trong rừng sâu. Khi đó có một vị tỳ kheo tên là La Tiên có trí tuệ siêu phàm đã giải đáp dễ dàng những câu hỏi của nhà vua, phá nghi những vấn nạn của nhà vua bằng nhiều cách phân tích thiện xảo, nhiều ví dụ linh động, làm cho nhà vua cảm thấy hài lòng, khởi tín tâm đối với Phật Pháp. Và chính vì hài lòng, chính vì khởi tín tâm đối với Phật Pháp, nên sau đó nhà vua mới truyền ngôi lại cho hoàng tử, mới xuất gia tu tập và mới thành tựu được thánh đạo, thánh quả, A-la-hán. Thì đây là những cái việc mà Đức Phật tiên đoán trước khi Ngài nhập diệt. Chúng ta sang cái phần thứ hai là những cái câu chuyện liên quan đến tiền kiếp. Thì ở đây kể lại cái phần dẫn nhập của Kinh Mi Tiên, kể lại những cái chuyện liên quan đến tiền kiếp của Ngài, Ngài Na Tiên, và những câu chuyện liên quan đến tiền kiếp của vua Mi Liên Đà. Đây là câu chuyện liên quan đến tiền kiếp của hai vị, một vị một nhà sư, một vị đế vương. Thì chuyện kể vào thời Đức Phật Ca Diếp đó, vị vua trị vì vương quốc đó cũng là một Phật tử hết lòng hộ trì chư tăng, hết lòng hộ trì các cái tự viện. Thì trong vương quốc đó có một cái ngôi chùa, tăng chúng sống rất là đông, và tăng chúng ở tại cái ngôi chùa này giỏi pháp học và pháp hành, chứ không phải chỉ có pháp học không, mà giỏi cả pháp học và pháp hành. Thì trong chùa này có một vị tỳ kheo cứ mỗi sáng ra ngày hành thiền. Ngày hành thiền xong đó thì ngài đi đến bảo tháp ngài lễ Phật. Và sau khi hành thiền lễ Phật xong đó, thì ngài đi quét sân. Và ở trong chùa thì có một cái chú tiểu, mỗi ngày á vị tỳ kheo này quét sân xong á thì chú tiểu sẽ đi hốt rác. Ngày tỳ kheo ngày quét sân ngày gom lại là những cái đống rác đó, thì chú tiểu sẽ đi hốt rác đó. Thì cái hôm đó đó cái vị tỳ kheo quét rác quanh cái tháp, gom lại thành từng từng đống rác rồi, thì mới gọi chú Sa Di đó, gọi cái chú Sa Di đến để mà phụ hốt rác. Thì cái chú Sa Di này bình thường á, vị tỳ kheo gọi á, thì rất là ngoan, đến rồi hốt rác rồi đem đi. Mà cái bữa đó đó vị tỳ kheo gọi cái chú Sa Di giả vờ như không nghe, không có đứng dậy. Rồi chú Sa Di rồi vị tỳ kheo gọi đến lần thứ nhất, lần thứ hai chú Sa Di cũng không đứng dậy, vị tỳ kheo mới bước đến rồi đánh cho chú mấy cái, lấy cái đang quét sân đó mới lấy cái cán chổi đánh cho chú Sa Di mấy cái, gọi 3 lần mà cũng ngồi yên đó không đứng dậy. Rồi ngày vị tỳ kheo ngày đến ngày dùng cái cán chổi ngày đánh chú Sa Di mấy cái, thì khi bị đánh chú Sa Di mới khóc, mà vừa khóc mà vừa đi hốt rác, nhưng mà trong lòng ấm ức lắm, bị vị tỳ kheo đánh nên trong lòng rất là ấm ức. Thì sau khi mà hốt rác xong á thì cái vị này mới nguyện, cái chú Sa Di này á mới nguyện bị vị tỳ kheo đánh, chú ấm ức trong lòng nên khi mà hốt rác công việc xong rồi chú mới phát nguyện. Là với cái phước báo đổ rác này, nếu chưa đắc được Niết Bàn, dù sanh vào cảnh giới nào cũng xin cho tôi có đầy đủ quyền cao chức trọng, và oai lực của tôi sẽ thù thắng hơn tất cả mọi người như mặt trời vĩ đại ở giữa hư không kia vậy. Chỉ mới là một chú Sa Di thôi mà phát nguyện như vậy đó. Thì nguyện xong chú cảm thấy vui, tại trẻ trẻ nhỏ mà, giận thì giận, ấm ức thì ấm ức, nhưng mà xong phát nguyện vậy rồi thấy trong lòng vui, rồi mới đi đi ra sông để mà tắm. Thì khi tắm ở trong sông á, cái dòng nước mát nó làm cho thân tâm của chú cảm thấy mát mẻ. Và khi đó thì chú hối hận về cái việc làm hồi sáng,
Chú mới nghĩ á, là cái vị tỳ kheo á, gọi chú đến hốt rác. Cái việc đó không phải là cái việc riêng của vị tỳ kheo. Chùa mà ở chùa thì ai cũng có cái bổn phận hết á. Thầy đi quét rác thì mình là trò nhỏ thì mình đi hốt rác thôi. Là trò nhỏ thì phải phục vụ hầu hạ cho các cái vị lớn. Chứ ngài gọi ngài đâu có ép bức gì. Mà cái lúc đó chú lại lại đổ lì ra, chú ngồi im như vậy. Vị tỳ kheo gọi đến 3 lần chú không đi nên mới bị đánh. Thì khi mà ra sông tắm thì chú mới thấy hối hận, và chú nghĩ sở dĩ mà cái vị thầy, vị tỳ kheo mà đánh chú là cũng muốn dạy cho chú thôi, muốn đánh thức cái tánh lười biếng của chú. Lúc đó là đổ lì ra rồi, là biếng sáng không có muốn đi hút rác, rồi ngài gọi rồi giả vờ như không nghe rồi ngồi yên như vậy. Thì khi ra sông tắm mới thấy hối hận, mới nghĩ như vậy. Nghĩ cái vị tỳ kheo gọi thì cũng là cái việc chung trong chùa, mà ngài có đánh thì là ngài cũng muốn dạy thôi, chứ cái việc đó không phải là việc riêng của ngài, cũng không phải ngài ghét bỏ gì mà ngài đánh chú. Rồi trong lúc còn đang ngâm mình ở dưới sông đó thì chú lại phát cái lời nguyện tiếp theo. Chú lại phát cái lời nguyện tiếp theo là vì thiếu trí tuệ mới sinh lười biếng cứng đầu, sinh những nhận thức sai lầm nông nổi. Vậy thì với tất cả những phước đức tu tập của tôi, phước đức đổ rác bấy lâu nay, phước đức thấy mình lầm lỗi, xin nguyện rằng nếu chưa đắc quả Niết Bàn, hãy cho tôi được trí huệ vô lượng vô biên như những làn sóng vô tận của con sông này. Lúc nãy phát nguyện thì có được cái quy lực hơn mọi người, giống như là mặt trời tỏa sáng giữa hư không vậy. Rồi bây giờ lại mong là có được cái trí tuệ vô lượng vô biên như những làn sóng vô tận, mới là một chú sa di thôi. Và cũng qua cái lời nguyện của chú sa di này á, chúng ta thấy á, là có những cái việc á, nhỏ nhặt trong cuộc sống á, mình nghĩ là bình thường, nhưng mà những cái việc nhỏ đó nó tạo thành cái phước. Là như chúng ta học trong cái tập hành tạng đó, Đức Phật đã trải qua 4 A-tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp để mà vun bồi, để mà làm tròn đầy các cái phẩm hạnh ba la mật. Cuối cùng ngài mới thành tựu được Phật quả. Thì trong cuộc sống của vậy, có những việc rất là bình thường như mỗi ngày quét sân, hốt rác, nấu ăn, chẻ củi, vân vân. Mình nghĩ nó bình thường lắm, nhưng nếu mình làm với cái tâm cẩn trọng, nếu mình làm với cái sự tôn kính, kính gì kính tôn kính ngôi Tam Bảo, mình quét dọn chùa tháp chùa chiền sạch sẽ, tự nhiên mình có phước chứ. Nên ở đây chú Sư Di nói nè, với phước đức đổ rác bấy lâu nay, chứ không phải những việc làm đó là không có lợi ích. Mỗi một việc làm mình làm với cái tâm cung kính, với cái sự cẩn trọng, đều tạo thành cái phước, và cái phước này nó trợ duyên cho cái con đường tu tập. Với phước đức đổ rác bấy lâu nay, phước đức thấy mình lỗi lầm, xin nguyện rằng nếu chưa đắc quả Niết Bàn, hãy cho tôi được trí tuệ vô lượng vô biên như những làn sóng vô tận của con sông này. Thì lúc đó vị tỳ kheo á, sau khi quét rác xong thì ngài cũng đi ra sông ngài tắm. Ngài đứng ở trên bờ cũng định xuống tắm, thì ngài ngài vị tỳ kheo này mới nghe được cái lời phát nguyện của cái chú sa di này. Ngài mới nghĩ á, nếu cái chú sa di này không tạo cái lỗi sáng nay á, thì thường ngày chú tu tập rất là tốt, dù là còn nhỏ nhưng mà rất là tinh tấn, có hạnh kiểm và có cái trí rất là sáng. Và nhờ những cái phước đức đó đó, cái lời nguyện của chú sẽ dễ dàng thành tựu. Nên chúng ta thấy mỗi khi mà cầu nguyện, không phải cái lời nguyện nào nó cũng thành tựu. Không phải là Phật ban phước giáng họa cho mình, mà chính nhờ cái phước của tự thân mỗi người nó hỗ trợ cho cái tâm nguyện đó được thành tựu. Nên ngài tỳ kheo này ngài mới nghĩ, nếu không tạo cái lỗi sáng nay thì nhờ cái sự mà siêng năng tu tập này, nhờ cái hạnh kiểm này, nhờ cái trí tuệ, thì cái lời nguyện của chú Sa Di này dễ dàng được thành tựu. Tức là chú sau này á, là chú sẽ có được cái quyền cao chức trọng hơn hẳn mọi người,
Chú sẽ có cái trí tuệ vô lượng vô biên. Và Ngài tỳ kheo Ngài mới nghĩ, trong cái câu nguyện của chú Sa Di này đó, thì có một cái gì đó nó phục thiện. Tức là chú có một chút hối hận đó, nên chú mới nguyện. Chú mới nguyện là vì thiếu trí tuệ mới sinh lời biếng cứng đầu, sinh những nhận thức sai lầm nông nổi. Tức là có một chút thấy được cái lỗi lầm của mình. Nhưng cũng có cái gì đó chống đối lại cái vị tỳ kheo. Chính vì có cái gì đó chống đối lại vị tỳ kheo nên mới nguyện cho có được trí tuệ vô lượng vô biên. Chứ nếu mà là thấy được cái lỗi lầm thì chỉ nguyện ở cái vế đầu thôi, không nguyện cái vế sau. Nhưng mà có cái gì đó gần như là muốn chống đối lại với cái vị tỳ kheo. Bản chất của chú là một cái người trò nhỏ nhưng mà tinh tấn siêng tu và cũng có cái trí. Nhưng mà cái tánh á, hơi ương ngạnh, hơi kiêu căng ngã mạn. Nên Ngài tỳ kheo này mới nghĩ nếu với cái lời nguyện này mà thành tựu á, thì trên thế gian này sẽ không có ai có đủ trí tuệ để đối đáp lại với cái trí của cái chú Sa Di này. Chú mong có được cái trí vô lượng vô biên như những đợt sống vô tận mà. Mà nếu cái lời nguyện của chú thành tựu thì trên thế gian này không có ai có thể giải đáp được những câu hỏi của cái chú Sa Di này. Thì khi suy nghĩ như vậy thì Ngài tỳ kheo, Ngài mới hướng lên hư không, Ngài chắp tay. Và ở giữa hư không Ngài cũng phát nguyện. Ngài phát nguyện với tất cả những công đức tu tập của tôi, công đức quét rác bao nhiêu năm, nếu tôi chưa đắc quả Niết Bàn, xin cho tôi được thành tựu trí tuệ bất khả tư nghì. Trí tuệ ấy phải đầy đủ năm tính chất sau đây. Thứ nhất là nhiều như sóng của sông Hằng. Thứ hai là vững chắc và kiên định như hai bờ của con sông này. Thứ ba, thấy rõ gốc ngọn tất cả các pháp. Thứ tư, quang minh sáng sủa. Thứ năm, quảng bác thâm sâu sắc bén. Mong nhờ trí tuệ bất khả tư nghì này có thể kiềm chế, phá nghi, soi rọi, dẫn dắt chú Sa Di đi đến nơi giác ngộ giải thoát. Ngài thấy trong lời nguyện của chú Sa Di có cái gì đó nó phục thiện, nhưng mà có cái gì đó nó chống đối lại Ngài, nên Ngài cũng phát nguyện. Thì cả hai vị tỳ kheo và chú Sa Di với cái lời nguyện của hai người, sau khi thân hoại mạng chung thì họ đều được sanh làm người, làm trời, trọn thời gian giữa hai vị Phật đến lúc Phật Thích Ca Niết Bàn gần 500 năm sau đó, thì vị tỳ kheo từ cõi trời hạ sanh trong một gia đình Bà La Môn và sau đó xuất gia, chính là Ngài tỳ kheo Na Tiên. Ngài tỳ kheo là tiền kiếp, vị tỳ kheo mà quét xác đó là tiền kiếp của Ngài Na Tiên. Còn cái chú Sa Di á là vua Milinda. Do nguyên nhân này đưa đến cái việc đối đáp giữa vua Milinda và Ngài Ni Tiên tỳ kheo. Đây là cái câu chuyện nó liên quan đến tiền kiếp. Qua đây cho chúng ta thấy là cái gì nó cũng có nhân, có quả. Từ nhiều kiếp trước, hai vị cũng đã từng là tăng tu tập trong cùng một trú xứ. Rồi cái nhân duyên đến mấy 500 kiếp, 500 năm sau khi, 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, hai vị lại gặp nhau. Một tăng, một tục, đều là những người có trí tuệ sư phạm. Vì đây là cái phần mà những câu chuyện liên quan đến tiền kiếp. Chúng ta sang cái phần mà nội dung 244 câu hỏi đáp. Trong cái thời gian chỉ có 2 tiết học thì chúng ta chắc chắn là không thể nào mà chúng ta tìm hiểu hết 244 câu hỏi đáp. Lớp có thể tham khảo cái quyển sách của Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm, Ngài dịch đó. Ở đây chúng ta chỉ trích một vài câu hỏi đáp trong cái tác phẩm Ni Tiên Vấn Đáp của Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm, Ngài dịch thôi.
Đây là 244 câu hỏi. Dạ, 244 câu hỏi. Đầu tiên á, là vua Milinda hỏi ngài Na Tiên về danh, rồi hỏi về con số Hạ Lạp. Danh là tên gọi đó, rồi hỏi về con số Hạ Lạp, rồi hỏi nhà vua là đàm thoại như một trí giả hay một vương giả, rồi thỉnh nhà vua thỉnh mời ngài Na Tiên vào hoàng cung, hỏi về cứu cánh của Sa Môn Hạnh, hỏi về tái sanh, về vô sanh, vân vân. Vua Milinda đã đặt ra rất là nhiều câu hỏi với nhiều cái chủ đề khác nhau, cho đến những câu cuối cùng là câu 242, ngài đưa ra những cái ví dụ về thuốc trị độc rắn, 243 về vật thực, 244 về người bắn cung. Đây là những cái câu hỏi mà vua Milinda đặt ra, ngài Nga Tiên tùy theo ngài trả lời, đi cùng với các cái ví dụ để giúp cho nhà vua nói riêng và giúp cho những cái người học Phật sau này có thể nắm bắt được cái vấn đề một cách nó rõ ràng. Thứ nhất là hỏi về danh hay là tên gọi. Vì cái phần câu hỏi về danh hay tên gọi á, cái phần mà vào đề đó, thì đưa ra một số câu hỏi nữa. Ở đây chúng ta bỏ cái phần đầu, chúng ta chỉ đi vào cái phần mà nhà vua hỏi là Bạch Đại Đức ngài tên gì, thì ngài Na Tiên ngài trả lời là Bằng Tăng tên là Na Tiên, thầy tổ huynh đệ pháp hữu của Bằng Tăng cũng gọi tên Bằng Tăng như thế. Còn cha mẹ Bằng Tăng không những gọi tên Bằng Tăng là Na Tiên mà đôi khi gọi tên là Viranasena, tức là tên ở nhà đó. Ngài cũng có cái tên gọi ở nhà, ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, có người ở nhà là tên khác, trong giấy á, khai sanh thì lại tên khác. Thì ngài nói là huynh đệ bằng hữu, pháp hữu gọi ngài là Na Tiên. Ở nhà cha mẹ không chỉ gọi là Na Tiên mà còn có khi gọi cái tên khác. Tuy nhiên dù là gọi tên gì đi nữa thì nó cũng chỉ là cái tên suông mà thôi, chẳng có gì liên hệ đến Bằng Tăng hết. Cái tên ấy chỉ để phân biệt người này với người kia thế thôi, chứ không phải là cái gì là tôi là của tôi tên như vậy, cái tên đó là của tôi. Thì khi mà ngài Na Tiên ngài trả lời như vậy đó, thì vua Milinda, vua mới nói giữa hội chúng là xin tất cả hội chúng á, hãy làm chứng. Ngài Na Tiên ngài nói rằng cái tên á, chỉ là cái tên thôi, chứ không có tôi, không có của tôi. Rồi sau khi ngài nói với vua, vua nói với hội chúng như vậy xong đó, thì vua mới hỏi ngài Na Tiên, nếu mà nói là không có tôi, không có ta, thì ai cúng dường, ai bố thí, ai tu hành, ai nhận vật thực, ai trì giới, vân vân, ai chứng đắc niết bàn nếu mà không có tôi, không có ta trong đó? Nếu chỉ là một cái tên suông thì ai làm những cái việc đó? Mà nếu là không có tôi, không có ta thì có ai đó đến giết chết ngài thì cái người đó cũng không có tội. Vì sao? Vì giết cái không không thì làm sao mà có tội được? Thì khi đó, đó nhà vua mới hỏi ngài Na Tiên là ngài Na Tiên có nghe không? Nhà vua phân vua với giữa hội chúng như vậy, ngài Na Tiên có nghe không? Thì ngài Na Tiên mới nói là ngài ngài có nghe. Thì vua mới hỏi
Người nghe đó có phải là Ngài Na Tiên không? Ngài nói không, Tâu Đại Vương không phải. Chẳng có gì là Na Tiên cả. Rồi vua mới hỏi tiếp là tóc, là lông, là răng, là móng, vân vân, có phải là Na Tiên không? Rồi sắc, thọ, tưởng, hành, thức có phải là Na Tiên hay không? Rồi nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân có phải là Na Tiên hay không? Tất cả những câu hỏi đó, Ngài Na Tiên đều nói là không phải. Thì khi đó đó, nhà vua mới nói là tất cả những cái đó đều không phải là Na Tiên. Hỏi về 32 thể trược, hỏi về lục căn, hỏi về sáu uẩn, Ngài Na Tiên đều phủ nhận. Vậy thì cái gì là Na Tiên? Cái gì là một vị tăng ngồi đối đáp với nhà vua? Thì khi đó Ngài Na Tiên, Ngài mới hỏi nhà vua đến đây bằng gì? Vua nói đến bằng xe. Thì Ngài Na Tiên, Ngài hỏi cái gì là xe? Cái sườn là xe chăng? Cái bánh là xe chăng? Cái tay cầm là xe chăng? Ngài Na Tiên, Ngài cũng hỏi tất cả các cái bộ phận của một chiếc xe. Thì nhà vua đều nói là không phải. Thì Ngài Na Tiên, Ngài nói cũng như vậy. Tóc, lông, răng, móng, sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là Ngài Na Tiên. Nhưng mà tập hợp những cái đó lại thì tạm gọi là Na Tiên. Nên Ngài mới nói chỉ là một cái tên suông. Cũng như vậy, là sườn, là bánh, là cổ, là tay cầm, vân vân, không thể gọi là chiếc xe, nhưng mà ráp những cái thứ đó lại thì tạm gọi cái tên là chiếc xe. Vì nhân duyên kết hợp lại nên tạm gọi là chiếc xe, tạm gọi là một người, chứ không có cái tôi cái ta là như vậy. Nên Ngài mới nói chỉ là giả danh. Chỉ là giả danh. Nên cái lời nói của Ngài đâu phải là giả dối. Thì khi mà nghe Ngài, Ngài Mi Tiên trình bày giải thích như vậy, nhà vua cảm thấy hài lòng. Cảm thấy hài lòng. Hoan hỷ. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, nhà vua đã đi rất là nhiều chùa, gặp rất là nhiều chư tăng, các vị bà la môn. Nhà vua đặt ra nhiều câu hỏi nhưng mà không ai làm cho nhà vua hài lòng cả. Trải qua một thời gian dài, hôm nay nghe tiếng Ngài Tỳ Kheo, Na Tiên Tỳ Kheo, nhà vua đến gặp và đặt ra câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên Ngài Na Tiên trả lời làm cho nhà vua cảm thấy hoan hỷ. Nhà vua nói hay lắm. Thưa Đại Đức, hôm nay lần đầu tiên trong đời cái lỗ tai của trẫm rất là hoan hỷ. Đại Đức có biết thế chăng? Tức là khi nghe cái câu giải thích của Ngài, lúc đầu là nhà vua bắt bẻ, Ngài Na Tiên. Nhưng mà khi Ngài giải thích tường tận như vậy thì nhà vua cảm thấy hoan hỷ. Câu hỏi đầu tiên là hỏi về danh, tức là hỏi về tên gọi. Tên gọi chỉ là giả danh mà thôi. Không có tôi, không có ta. Đặt tên để phân biệt giữa người A với người B, để không có cái sự nhầm lẫn. Câu hỏi thứ hai là hỏi về con số Hạ Lạp. Phần câu hỏi này nó tương đối ngắn, nhờ một học viên đọc qua cái đoạn này. Đây là cái phần chánh tạng trích từ tập Mi Tiên Vấn Đáp. Giờ mời một học viên đọc qua cái đoạn này. Dạ mời Hoàng Ngọc. Nam mô Phật, con xin kính chào sư cô. Dạ, con xin đọc
Câu hỏi số 2. Tại sao không khí im lặng lại một lúc đất vua hỏi tiếp, tại đất năm nay được bao nhiêu hạ lạp rồi? Vua bằng tăng tôi mới được 7 hạ lạp, 7 hạ. Con số 7 ấy là đếm luôn cả đại đất tập trong hay là chỉ đếm cái hạ trong không thôi? Con số 7 ấy là con số của đại đất hay là con số của hạ? Khi ấy đức vua đem mặc y phục vương vãi với những đồ trang sức quý báu, cái bóng sáng rõ ràng của ngài rọi vào trong chai đựng nước ai cũng trông thấy rõ ràng. Đại đức Na Tiên đưa tay chỉ rồi hỏi ngược lại rằng: sao đại vương, cái bóng với đồ trang sức rực rỡ trong chai nước kia là đại vương hay người đang đối thoại với bằng tăng đây là đại vương? Cảnh đây mới thật là cảnh, còn cái bóng kia nương theo cảnh mà có, nó có là bởi cảnh cũng thế. Sao đại vương, số 7 kia là số hạ lạp chứ không phải bằng tăng, nhưng nó có được là do nương ghé nơi bạc tăng, nó có là phải bạc tăng. Hay lắm, quả thật đúng như vậy. Phục đá quan 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 thì phục thì ném lại, thật thú vị. Làm sao dạ Dạ, vô bạc một phần cô cảm ơn. Câu hỏi này nói về một cái vấn đề tương đối cũng đơn giản chứ không có phức tạp giống như là câu thứ nhất. Câu thứ nhất á, là phải là những người có học học giáo pháp trong một cái thời gian thì cũng có thể lãnh hội được cái ý giữa nhà vua và ngài Mi Tiên đối đáp với nhau. Nhưng mà cái câu thứ hai này á, thì tương đối nó đơn giản. Khi đó thì nhà vua mới hỏi ngài Na Tiên là bao nhiêu hạ lạp. Thì theo truyền thống của Phật giáo đó, mỗi năm vào 3 tháng mùa mưa thì chư Tăng Ni cùng vân tập về một cái trú xứ. Cái trú xứ đó ở gần nơi nơi chùa mình hoặc là ở xa. Hoặc là cái trú xứ thuộc về tổ đình nhưng mà là cái trường hạ, là cái nơi chư tăng chư ni đồng trở về đó để mà ở yên nơi đó tu tập trong 3 tháng mùa mưa. Thì mỗi một năm có 3 tháng như vậy, sau 3 tháng an cư thì chư tăng chư ni được được có một cái tuổi hạ. Ở ngoài đời thì mỗi năm cái Tết đến đó là mỗi người được thêm một tuổi. Nhưng mà trong đạo đó thì sau mỗi mùa an cư là được thêm một một hạ lạp, một tuổi hạ. Thì vua vua Mi Lên Đà vua mới hỏi ngài Na Tiên là ngài được bao nhiêu hạ rồi, an cư bao nhiêu lần rồi đó. Thì ngài Na Tiên ngài mới nói là ngài ngài được 7 hạ. Khi trả lời 7 hạ hỏi ngài, ngài trả lời 7 hạ như vậy là dễ hiểu rồi. Nhưng mà đức vua này cũng cũng cắt cớ. Nên khi mà ngài Na Tiên ngài hỏi, ngài nói ngài trả lời 7 hạ thì nhà vua lại hỏi tiếp là con số 7 đó là có ngài ở trong đó không? Hay chỉ tính cái hạ thôi? Hỏi như vậy đó. Hỏi bao nhiêu hạ, trả lời 7 hạ thì hỏi sang vấn đề khác không? Hỏi tiếp vấn đề này. Hỏi hạ đó là có ngài trong đó không hay là chỉ có cái tuổi hạ thôi? Ngài Na Tiên trải qua một cái thời gian rất là dài, ngày tu tập, ngày học đạo với các cái vị cao tăng, không chỉ học về pháp học mà ngài học về pháp hành nữa. Nên dù lúc đó ngài Na Tiên ngài còn trẻ nên nhà vua mới gọi ngài là đại đức chứ. Chứ nếu mà ngài là lớn tuổi thì đã gọi là thượng tọa hoặc gọi là hòa thượng rồi. Lúc này ngài Na Tiên vẫn là một nhà sư trẻ. Nhưng mà với cái kiến thức về Phật pháp thâm sâu và có cái trải nghiệm về pháp hành. Nên khi đó nhà vua đứng
cái hình của nhà vua nó rọi vào trong cái chai nước, nên trong chai nước nó ẩn cái bóng của nhà vua. Thì ngài này mới tiên, ngài mới lấy cái sự việc đó, ngài hỏi lại nhà vua. Giờ nhà vua đứng đây nè, và cái hình nhà vua trong chai nước đó, thì ai ai là vua? Thì nhà vua khi mà hỏi như vậy thì ngài nói tôi trẫm đây là vua thật, chứ trong kia nó chỉ là cái bóng thôi mà. Và khi nhà vua trả lời như vậy thì ngài nói tiên, ngài khẳng định cũng như vậy. Hạ là con số hạ, năm tháng là con số của năm tháng, nhưng mà nếu không có ngài thì cũng không có hạ làm. Nên con số đó nó nương vào ngài mà làm đó, chứ không phải là ngài tính chung vào trong đó, mà là nương nương vào mà có, chứ không phải tính chung ngài vào nó mới được như đó. Nương nơi ngài mà có hạ làm. Nếu mà không có chư tăng chư ni thì làm sao biết được vị đó bao nhiêu hạ? Nương vào chư tăng, nương vào chư ni mà con số hạ lạc nó có là bởi có chư tăng, có chư ni. Và khi ngài trả lời như vậy, nhà vua cũng hoan hỷ, cũng hài lòng. Cứ mỗi một ngày như vậy hoặc vài ngày như vậy, nhà vua đến đặt câu hỏi hỏi ngài Na Tiên một lần. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo, ở đây chỉ trích một vài câu thôi chứ chúng ta không không có đi theo trình tự. Câu hỏi thứ 18 là nhà vua hỏi ngài Na Tiên về trí và tuệ nó khác nhau như thế nào. Có nhiều khi chúng ta nói trí, người có trí, người có tuệ, có nhiều khi chúng ta dùng hai từ chung là trí tuệ. Vậy trí và tuệ khác nhau như thế nào theo quan điểm của ngài ngài Na Tiên? Và mời một học viên đọc qua đoạn này. Và mời sư cô Quảng Hòa. Con tập sư lên một bài trí và tuệ khác nhau như thế nào? Vua Mê Lăng Đà hỏi trí và tuệ khác nhau như thế nào thưa đại đức? Thì theo Na Tiên trả lời, trí thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết, còn tuệ là thấy rõ ràng vô thường, thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã. Trí là thông minh mà tuệ là sáng suốt. Vậy nó có khác nhau đâu đại vương? Thông minh và sáng suốt khác nhau sao? Thông minh là học nhanh, hiểu nhanh, học một biết hai, có thể có kiến thức sâu rộng. Nhưng nếu không biết tu tập có thể đi đến tà trí. Còn người sáng suốt thì tự biết tâm mình có tu tập thấy rõ pháp. Nó cũng được gọi là chánh trí hay chánh tuệ thâu đại vương. Người có được tuệ có thể biết mọi sự, mọi vật không thưa đại đức. Có điều biết, có điều không biết tại sao. Những gì có học thì biết, những gì không học thì không biết, đơn giản có vậy. Trí thuộc phạm trù hiểu và biết, tuệ thuộc về cái thấy. Không còn lầm lẫn như vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, khổ cho là lạc. Vậy người có trí còn si mê lầm lẫn, người có tuệ thì hết si mê lầm lẫn. Đúng vậy, thế khi tuệ phát sinh thì si mê lầm lẫn ấy đi đâu? Nó dứt mất. Đại đức hãy cho ví dụ. Ví như cầm cây đèn rọi vào hốc tối, ánh sáng hiện thì bóng tối tự tiêu diệt tao đại vương. Dạ, mới còn đọc xong ạ. Nè, cảm ơn sư cô. Giờ cái đoạn này ngài ngài Na Tiên ngài giải thích rất là rõ ràng, ngắn gọn mà giải thích rất là rõ ràng, giúp chúng ta thấy rõ được thế nào là trí, thế nào là tuệ. Đôi khi chúng ta dùng cái từ chung là trí tuệ, nhưng mà nếu phân tích ra đó thì ngài giải thích nó rất là rõ. Và đầu tiên thì nhà vua hỏi hỏi ngài Na Tiên trí và tuệ khác nhau như thế nào. Từ ngài Na Tiên ngài trả lời trí nó thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết, còn tuệ là thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã. Ở đây cái trí là cái trí học mà có được, mình học về cái lĩnh vực đó, mình có được cái kiến thức về cái lĩnh vực đó, mình biết về cái lĩnh vực đó. Nhưng mà tuệ nó liên quan đến pháp hành, mà pháp hành đây là pháp hành thiền quán.
Chứ cái tuệ á, không phải chỉ là cái kiến thức suông, mà cái tuệ có được là do cái trải nghiệm về pháp hành. Chính vì mình có pháp hành, mình thấy được cái sự sanh diệt trong tự thân mình à, chứ không phải là biết bằng kiến thức mà bằng trải nghiệm tu tập nên mới thấy được các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã. Ở tại Myanmar đó, khi mà vào hành thiền ở các trường thiền mà về thiền quán Vipassana và theo pháp của ngài Mahasi đó, thì các vị thiền sư dạy thiền sinh là ghi nhận cái phòng cái xẹp của bụng. Mỗi khi mà mình hít vào thì cái bụng của mình nó sẽ phồng lên, mỗi khi mình thở ra thì cái bụng mình nó xẹp xuống. Và mình ngồi mình ghi nhận như vậy, ghi nhận ở đây á không phải là ghi nhận cái chuyển động, không phải là ghi nhận cái hình dáng của cái bụng mình nó phồng lên nó xẹp xuống, mà các ngài dạy mình đó là ghi nhận cái chuyển động. Chính vì có cái chuyển động nên cái bụng mình nó mới phồng ra, chính vì có cái chuyển động nên cái bụng mình nó mới xẹp xuống. Mà chuyển động là đặc tính của gió. Trong cơ thể mình nói thân mình do tứ đại đất nước lửa gió tạo thành, nhưng mà không phải đất nước lửa gió bình thường giống như ở ngoài mình thấy. Không phải đất là cái nền đất, cái cơ thể mình sao đất có được, nhưng mà là cái đặc tính đất trong cơ thể mình, là cái đặc tính nặng nhẹ, cứng mềm. Còn đặc tính của gió là chuyển động, đặc tính của lửa là nóng làm lạnh. Chứ cái đất ở ngoài sao nó có, trong mình là đất. Nên khi hành thiền mình nhìn cái phòng cái xẹp của bụng, không phải nhìn cái hình dáng, không phải mình ngồi mà nhìn cái hình dáng để cho tuệ phát sanh, thì cái đối tượng của thiền quán phải là pháp chân đế chứ không phải là pháp tục đế. Pháp tục đế ví dụ như cái bàn, mình nói cái bàn này là do gỗ tạo thành thì đây là pháp tục đế, nhưng mình nói cái bàn này là sắc pháp thì đó là chân đế. Thì đối với một người mà hành thiền quán đó thì cái đối tượng phải là chân đế thì cái tuệ nó mới phát sanh. Và ngài nói cái tuệ đây là cái tuệ thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, không phải là cái kiến thức mình học mà nó có được. Trí là cái nhận thức, là kiến thức hiểu biết do học hành mà có, nhưng mà tuệ là do tu tập mà có. Mình ngồi mình ghi nhận cái chuyển động phòng, cái chuyển động xẹp, chuyển động phòng, chuyển động xẹp với cái sự chánh niệm chuyên chú trên đề mục, mình sẽ thấy cái chuyển động đó không phải là một tiếng đồng hồ nó giống nhau, không có giống nhau đâu. Mỗi một cái chuyển động có khi nó nặng này, có khi cái phòng nó nặng, có khi cái phòng nó nhẹ, có khi nó ngắn, có khi nó dài. Mình chánh niệm mình mới ghi nhận được như vậy. Thì cái lúc nó nặng, lúc nó nhẹ, lúc nó ngắn, lúc nó dài, lúc nó nóng, lúc nó lạnh là sao? Là vô thường. Chứ đâu phải một tiếng đồng hồ mình ngồi mà nó giống y như nhau vậy đâu, không phải. Nếu mà nó giống y như nhau, nó là thường à. Mà cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường là vô ngã. Vô thường khổ là vô ngã. Nên chính vì trải nghiệm trên pháp hành mà cái tuệ nó mới sanh, mới thấy được các pháp là vô thường, là khổ, vô ngã. Mà khi thấy được chính cái thân mình là vô thường, là khổ, là vô ngã, mình mới không có dính mắc, mình mới không có đắm nhiễm, mình mới không có luyến ái. Người ta nói nặng, nói nhẹ mình không có nghĩ đây là ta, là tôi. Người ta nói mình hiểu nên mình không có sân si. Mình không có nói lại cho vừa ý vừa lòng cho hả dạ mình, không có. Nên cái người có tu tập có tuệ đó, mỗi một thái độ, một cái suy nghĩ đó, nó tĩnh lặng. Vì sao? Vì cái tuệ nó thấy các pháp là như vậy mà. Còn cái trí á, là do nhận thức mà có. Thì khi ngài trả lời như vậy á, trí là thông minh mà tuệ là sáng suốt, khác nhau đại vương, khác nhau chứ. Rồi nhà vua mới hỏi thông minh và sáng suốt khác nhau sao? Ngài nói khác. Thông minh là sao? Cái người thông minh á, là học nhanh nè, hiểu nhanh, học một biết 10, có kiến thức sâu rộng. Nhưng nếu không tu tập thì có thể cái kiến thức này là tà trí chứ không phải là chánh trí. Ngày nay chúng ta thấy đó,
Có những người thông minh, có những người giỏi lắm, nhưng lại hướng theo cái chiều tà, nên tạo ra những cái nghiệp bất thiện. Còn cái người sáng suốt thì tự biết tâm mình, có tu tập thấy rõ các pháp, nên đây gọi là chánh trí, là chánh tuệ. Cái người thông minh sáng suốt tức là cái người có trí, dù cái trí đó đó nó giỏi đến như thế nào mà không hướng theo cái chiều thiện thì có ngày cũng tạo những cái nghiệp bất thiện. Nhưng cái người có tuệ thì không. Cái người có tuệ gì? Thấy rõ được đặc tính của các pháp, nên mỗi một hành động của người có tuệ là hướng đến thiện nghiệp, thiện quả, dứt trừ phiền não khổ đau. Người có được tuệ có thể biết được mọi sự mọi vật không, thưa Đại Đức? Tại vì khi mà Ngài giải thích về này thì nhà vua mới thấy, nếu mà so sánh thì tuệ nó hơn trí chứ. Thì nhà vua mới hỏi tiếp là cái người có tuệ có thể biết được mọi sự mọi vật không? Ngài Đại Đức, Ngài nói có điều biết, Ngài đều không biết. Tại sao? Cái gì học thì biết, cái gì không học thì không biết. Đơn giản như vậy thôi. Không phải cái người có tuệ là cái gì cũng biết là thế. Tuệ là thấy rõ các pháp là vô thường, khổ là vô ngã. Nhưng mà cái biết, cái không biết thì cái nào học được mới biết. Nhưng mà về cái pháp hành đó thì các ngài có được cái trải nghiệm, cái người có tuệ có được trải nghiệm. Thì nhà vua mới hỏi tiếp, người có trí còn si mê lầm lẫn, người có tuệ thì hết si mê lầm lẫn, có đúng không? Nhà vua xác nhận đúng, Ngài Na Tiên xác nhận đúng như vậy. Người mà có tuệ phát sanh thì si mê lầm lẫn hết. Nên trong tu tập thiền quán Vipassana đó, nó có những cái tầng tuệ nó phát sanh. Cái chánh niệm khát khít trên cái đề mục đến một cái chừng mực như vậy thì cái tuệ nó phát sanh. Cái tuệ đầu tiên là cái tuệ phân biệt danh sắc. Cái tuệ mà đầu tiên của cái người hành thiền quán là cái tuệ phân biệt danh sắc, là lúc đó biết như thế nào. Mình biết rõ này, thân mình do tứ đại hợp thành. Nhưng mà mình chỉ biết tên cái kiến thức thôi, do năm uẩn tạo thành. Mình chỉ biết tên kiến thức thôi. Nhưng mà khi hành thiền mình thấy rõ cái nào thuộc về danh. Danh tức là cái phần thuộc về tâm, tinh thần đó, thuộc về tâm đó. Cái nào thuộc về vật chất là sắc. Danh là thuộc về tâm, sắc là thuộc về vật chất. Thì cái cơ thể mình nói là có 32 thể trược tạo thành, nói là do năm uẩn tạo thành, có thể nói là do danh và sắc tạo thành. Danh là cái tâm, sắc là cái vật chất, là xương thịt, là tóc lông răng móng, gân thịt da xương, thì cái phần đó thuộc về sắc. Cái phần mà nhận biết, mình nhìn một cái sự vật, mình biết đây là cái bàn, đây là cái ghế, nhờ có tâm, tức là nhờ có danh mình mới biết được. Nên cái cơ thể của mỗi con người gồm có hai phần là danh và sắc tạo thành. Thì khi mình tu tập, mình hành thiền đó, mình trải nghiệm và cái tuệ này nó sanh, nó thấy rõ. Thấy rõ đúng là do danh và sắc tạo thành, chứ không phải thấy bằng 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 cái kiến thức bình thường, mà thấy đây là cái trải nghiệm qua quá trình tu tập. Và khi mà có cái trải nghiệm quá trình tu tập thì tự nhiên cái tham ái, cái dính mắc nó dứt trừ. Còn nếu mình thấy bằng kiến thức nó vẫn còn sự dính mắc. Mình nói thì hay lắm, thân này là giả tạm, thân này do tứ đại tạo thành, do năm uẩn tạo thành. Nhưng mà khi ai đụng đến cái thân mình đi rồi mình biết. Khi ai xúc phạm đến cái thân mình đi rồi mình mới biết. Vì sao? Vì cái biết của mình nó mới là cái kiến thức thôi. Chỉ khi trải nghiệm qua pháp hành thì lúc đó là cái kinh nghiệm thật trong cái tu tập. Lúc đó mình mới biết là không có ta, không có tôi. Ai có đụng đến mình cũng tĩnh lặng, mình cũng kham nhẫn, mình cũng nhẫn nại được. Chứ không phải người ta nói một câu mình trả lại một câu, không phải. Chính vì vậy nên cái người có tu phiền não nó mới dứt trừ chứ. Do có tu tập nên có cái sự kham nhẫn. Kham nhẫn thì những cái ác bất thiện pháp nó không có sanh. Còn nếu không có kham nhẫn, người ta xúc phạm đến mình thì mình không thể nào mình chịu được. Mình sân si lên, mình nói ra những lời khó nghe, làm xúc phạm, làm tổn thương đến người khác. Sau cái sự việc đó rồi mình hối hận, nhưng mà lời nói ra rồi đâu có lấy lại được. Nhưng mà cái người có tu tập thì có cái sự kham nhẫn. Những trường hợp như vậy
biết làm như thế nào. Và ngay lúc biết làm như thế nào thì các cái pháp bất thiện nó không sanh, phiền não nó không sanh. Nên đây nha, Ngài nói cái người có trí á, thì còn si mê, mà cái người có tuệ á, thì dứt hết si mê. Nhà vua hỏi Ngài, Ngài đã tiên, Ngài xác định đúng như vậy đó. Đúng như vậy. Khi tuệ mà sanh thì si mê tự nhiên mất. Thì Ngài lại hỏi một cái câu nữa, vậy lúc đó cái si mê nó đi đâu? Nó mất hết rồi nó đi đâu? Rồi nhà vua mới bạch Đại Đức cho xin một ví dụ. Và Ngài đưa ra một cái ví dụ rất là thực tế. Ngài nói giống như mình cầm cái cây đèn đi vào trong phòng tối vậy á. Mà khi mình đi vào phòng tự nhiên cả cái phòng nó sáng lên. Lúc đó mình nói bóng đêm đi đâu? Bóng đêm đi đâu? Tự nhiên ánh sáng có thì bóng đêm nó mất. Tuệ nó sanh thì vô minh phiền não mới dứt trừ. Nên khi mà mình nóng nảy á, mình sân si á, nói là diệt sân chứ thật ra không phải diệt sân, mà khi mình có cái tâm từ bi á, thì tự nhiên cái sân hận nó không có sanh. Mình có cái tâm từ, mình thấy người ta làm những cái điều trái ý nghịch lòng mình, vì sao? Mình không có cái tâm từ, mình không có cái sự cảm thông, không có sự hiểu biết nhân vô thập toàn, hoặc là cái người ta cái khả năng họ chỉ đến như vậy thôi, nhưng mà mình thấy người ta làm không vừa ý vừa lòng mình là mình bực mình. Tại vì mình giỏi, mình làm cái gì nó cũng tốt, nó cũng chỉnh chu hết, nhưng mà không phải ai cũng như mình hết. Cái năng lực người ta chỉ làm đến chừng mực đó thôi. Rồi khi mình giao việc, mình thấy người ta làm như vậy không vừa ý, không vừa lòng mình, là mình nổi sân, mình bực mình. Nhưng nếu mình có tâm từ, nếu mình có sự cảm thông, có sự hiểu biết, thì dù người ta làm không đúng, mình có thể nói, có thể chỉ dạy, và mình hiểu là mỗi người có một cái khả năng riêng, chứ không phải ai cũng giống như ai hết. Nên khi mà có tâm từ thì tự nhiên tâm sân nó không có sân khởi. Khi có trí tuệ thì phiền não vô minh nó tự dứt. Chứ nó đi đâu, ai cất nó đi đâu, ai lấy nó đi đâu, không có đi đâu hết. Nên nếu mình muốn dứt trừ tâm sân thì mình phải phát triển cái lòng từ, thì tự nhiên cái tâm sân nó dần dần nó mất thôi. Câu hỏi 21, cái gì dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh thưa Đại Đức? Thì Ngài Na Tiên, Ngài trả lời là danh sắc thưa Đại Vương. Như lúc nãy nói danh sắc đó, danh là thuộc về cái phần nhận thức. Chính nhờ danh đó mà mình biết đó là cái bàn, cái ghế. Mình nghe âm thanh mình biết đó là tiếng. Nhưng mà cái danh đây đó là chỉ nhận biết thôi, chứ không có phân biệt. Khi mà mình thấy đó thì mình lại có cái phân biệt. Mình thấy cái cây mình biết là bông hoa, nhưng mà khi mình thấy bông hoa rồi nó lại đi kèm theo cái sự phân biệt, là cái hoa này đẹp này, cái hoa kia xấu này, cái hoa này lớn, cái hoa kia nhỏ. Mà chính vì có phân biệt đó nên mới đưa đến phiền não khổ đau. Nên vì sao Đức Phật nói thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, đừng có cái sự phân biệt vào. Khi mà có phân biệt thì có đối đãi thì có phiền não khổ đau. Tại vì sao? Phải mình thấy cái bông hoa thì mình phân biệt, mình thấy đây là hoa đẹp, kia là hoa xấu, thì mình phải đi tìm cái đẹp và mình bỏ cái xấu. Có cái sự mong cầu, có cái sự tìm kiếm, có phiền não khổ đau. Danh ở đây chỉ là nhận biết thôi, thấy chứ chưa có phân biệt, không có phân biệt trong đó. Nghe thì biết là nghe. Còn mình nghe mình nói cái âm thanh này sao mà nó chát chúa, nó khó nghe. Cái tiếng này sao mà nhẹ nhàng dễ nghe. Rồi khi mình ăn, sao mà cái món này nó mặn quá, làm sao mà ăn được. Cái món này sao mà lạt nhách, làm sao mà ăn. Tức là có cái sự phân biệt. Nên đối với cái người hành thiền á, là không phải hành trong thiền đường không, mà ngay cả dưới nhà ăn đó là cũng hành thiền. Hành thiền cái tay mình cầm thức ăn như thế nào, khi thức ăn đưa vào miệng mình nhai như thế nào. Và lúc đó mình chỉ biết nhai và mình chỉ biết là cái vị thôi,
biết là cái vị mình đang nhai và trong trong cái miệng mình là cái vị, chứ không có phân biệt là mặn là lạt. Vì chỉ cần mình phân biệt cái này sao mặn quá là trong lòng mình nó thấy khó chịu rồi. Nấu ăn gì mà mặn chát như vậy làm sao mà ăn, nấu ăn gì lạt nhắt sao ăn cho vào. Nên đây là Ngài nói là danh và sắc dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh. Danh là cái nhận thức đó, sắc là tóc lông răng móng da thịt gân xương. Thì khi mà Ngài nói là danh sắc đó thì nhà vua mới hỏi là danh sắc của người cũ trở sanh lại hay sao? Tại tái sanh tức là sau khi người ta chết người ta sanh lên một kiếp sống khác. Thì vua mới hỏi Ngài Na Tiên là cái gì đi tái sanh, thì Ngài nói là danh sắc đi tái sanh. Thì khi nói danh sắc, nhà vua nói vậy cái danh sắc cũ đó, tái sanh lên sao? Tức là cái người đã chết rồi cái danh sắc đó nó trở lại sao? Ngài Na Tiên Ngài nói không phải như vậy Đại Trung. Chính cái danh sắc tức là chính cái thân của mình là làm những cái việc thiện ác, và do cái năng lực của cái nghiệp thiện ác đó mà một danh sắc khác nó được kế tục và nó được sanh ra để nhận lấy những cái quả phước hoặc là tội hoặc là thiện hoặc là ác. Tức là do cái thân mình là cái thân danh sắc, mình tạo nghiệp thiện nghiệp ác, thì sau khi mình chết mình tái sanh vào một kiếp khác thì cái danh sắc đó nó đưa đến kiếp tái sanh. Cái danh sắc đây Ngài nói là cái năng lực của cái nghiệp đó, cái danh sắc này nó tạo thiệp nghiệp thiện ác, rồi nó chiêu cảm đến cái nghiệp, nó chiêu cảm đến cái nghiệp, và chính cái năng lực của cái nghiệp đó nó mới đưa đến tái sanh. Đây cái danh sắc là Ngài nói theo cái ý đó đó, chứ không phải là sau khi mình chết với cái thân thể này rồi mình tái sanh sang một kiếp khác cũng cái thân thể này, không phải như vậy. Mà do cái thân thể này nó tạo nghiệp, rồi cái năng lực của nghiệp nó đưa đến kiếp tái sanh là cái danh sắc. Ngài nói ở đây là như vậy. Thì nhà vua mới nói là xin Ngài đưa cái ví dụ. Ngài cho cái ví dụ. Thì Ngài Na Tiên Ngài mới đưa cái ví dụ. Ngài nói ví như có một người ăn trộm trái xoài, rồi chủ nhà bắt được mới đưa đến nhà vua xử. Thì cái người mà ăn trộm nó mới cãi là tôi đâu có hái cái trái xoài của người đó. Cái người đó hồi trước đó, họ trồng chỉ là một cái hạt mầm thôi, ở dưới cái gốc thôi. Còn cái trái mà tôi hái giờ là cái trái to ở trên cành. Tôi đâu có ăn trộm. Hồi xưa cái người chủ đó họ trồng cái hột xoài dưới đất mà. Còn bây giờ cái trái xoài tôi hái trên cái cây á, chứ tôi đâu có lấy cái trái xoài dưới đất. Nếu có người dắt một người ăn trộm đến mà cái người ăn trộm nó nói như vậy, đại vương có xử phạt không? Nhà vua nói dù nó có quỷ biện như vậy, dù cái tên ăn trộm nó có quỷ biện như vậy, vẫn xử phạt tên ăn trộm kia như thường. Ngài Na Tiên hỏi tại sao vậy? Cái người ăn trộm đó nó đâu có lấy cắp cái trái xoài của cái người kia trồng đâu mà xử tội. Vua nói đành rằng là không có lấy. Nhưng mà cái xoài đó nó y nơi cái hột xoài mà nó có. Nhờ cái hột xoài cái người chủ người ta trồng ở dưới đất đó nó mới lên cái cây xoài. Nên y nơi cái hột giống đó mà nó nảy mầm ra, nó tăng trưởng. Rồi nó mới trổ ra hoa kết quả, rồi nó mới có cái trái. Khi mà nhà vua trả lời như vậy, Ngài Na Tiên Ngài nói cũng như vậy đó. Cũng giống như cái danh sắc cũ và cái danh sắc mới vậy đại vương. Cái danh sắc mới nó không phải là cái danh sắc cũ, nhưng mà nó y nơi cái danh sắc cũ mà nó có. Việc tái sanh từ đời này sang đời khác cũng như vậy. Nhờ cái danh cái sắc ở kiếp này là nó tạo nghiệp thiện, nghiệp ác. Cái năng lực của nghiệp thiện, nghiệp ác nó mới đưa đến một cái danh sắc mới. Không phải là một, nhưng mà không tách rời. Khi nhà vua, khi Ngài Na Tiên giải thích như vậy, nhà vua cảm thấy rất là hoan hỷ. Nên tất cả những cái câu hỏi đáp trong Ni Tiên Vấn Đáp, nếu chúng ta tìm hiểu, nó là những bài pháp
rất là thâm sâu nhưng mà rất gần gũi. Vì sao? Vì những cái ví dụ mà ngài Na Tiên ngài đưa ra nó gần gũi vô cùng, nhưng mà cái ý pháp á, thì thâm sâu lắm. Cái ý pháp rất là thâm sâu với những cái ví dụ rất là gần gũi, giúp cho người đọc người học á, thẩm thấu nắm bắt được dễ dàng. Còn một số câu hỏi nữa, nhưng mà thời gian chúng ta không có nhiều, nên chúng ta đi sang cái phần kết luận. Chúng ta sang cái phần kết luận, tức là cái phần thứ ba đó. Lúc nãy chúng ta nói là cái toàn tập Mi Tiên Vấn Đáp đó, được chia thành ba phần. Phần thứ nhất đó là cái phần dẫn nhập, nói về những cái câu chuyện tiền kiếp giữa ngài Na Tiên và vua Mi Lan Đà. Cái phần thứ hai đó là 244 câu hỏi đáp, và cái phần ba là sau phần vấn đáp. Có thể nói đó, Mi Tiên Vấn Đáp, cái tập Mi Tiên Vấn Đáp là một cái câu chuyện nhân quả. Nhưng mà khi tìm hiểu nguyên nhân vì đâu lại có một vị tỳ kheo kiệt xuất trong Phật giáo như ngài Na Tiên, và vì sao có được một vị vua tài ba thâm hiểu Phật pháp như ngài Mi Liên Đà đó, thì qua cái chuyện nhân quả đó chúng ta thấy giống như là những cái câu chuyện huyền thoại vậy. Nhưng mà thật sự có nhân có quả. Hai vị này cũng đã từng gặp nhau, cũng đã từng đối đáp với nhau. Nên 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, hai vị lại gặp nhau. Nên nó là cái nhân cái quả. Nhưng mà đọc vào những cái câu chuyện tiền kiếp chúng ta thấy giống như là một cái câu chuyện huyền thoại vậy. Và sau những cái câu trả lời của ngài Na Tiên, nhà vua cảm thấy rất là hoan hỷ, khởi đức tin trong sạch đối với Tam Bảo, rất ngưỡng mộ oai đức của ngài Na Tiên. Nhà vua xin quy y Tam Bảo và sau đó kiến tạo một cái ngôi chùa lấy tên là Mi Liên Đà, dâng cúng cho ngài Na Tiên tỳ kheo. Và nhà vua lúc đầu, nhà vua tự hào về cái trí siêu phàm của mình, nhưng mà khi đối đáp với ngài Na Tiên, nhà vua cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Nên khi cái hai người mà đối đáp xong đó, thì vua mới nói với ngài Na Tiên là: kính bạch đại đức, tất cả những câu hỏi của trẫm đưa ra có một số câu rất là khó, thế mà ngài vẫn giải đáp một cách minh bạch rành rẽ. Rồi có những lúc á, trẫm hỏi ngược lại ngài. Rồi có những lúc đó, cố tình là thất lễ, khiếm khuyết, tất cả những điều đó xin ngài hãy hoan hỷ bỏ qua cho trẫm. Sau cái việc đối đáp với ngài Na Tiên thì ngài Mi Liên Đà có nói những lời như vậy. Và thời gian sau đó thì nhà vua mới truyền ngôi cho hoàng tử để mà có thời giờ để mà học hỏi nghiên cứu giáo pháp. Thì lúc đó sau khi truyền ngôi, nhà vua vẫn ở lại kinh thành một thời gian. Một thời gian sau thì nhà vua mới rời bỏ hoàng cung, mới xuất gia, tinh tấn hành trì và thành tựu được thánh đạo, thánh quả, A-la-hán. Đó là cái nội dung của toàn tập Ni Tiên Vấn Đáp. Lớp chúng ta nghỉ giải lao đây 2 tiết sau. Chúng ta học tiếp cái phần còn lại và ôn thi cho kỳ thi cuối học kỳ 3. Mô Phật, cảm ơn quý thầy, quý sư cô và tất cả quý học viên đã tham dự. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút, rồi sau đó chúng ta vào học tiếp. Nam mô Bổn Sư.
Vâng, lớp chúng ta học tiếp 2 tiết còn lại và cũng là 2 tiết cuối trong cái chương trình của môn Tiểu Bộ Kinh. Thì cái 2 tiết còn lại chúng ta sẽ ôn ôn một cách tổng quát về 16 tập của Tiểu Bộ Kinh mà lớp chúng ta đã học qua. Sau khi ôn 16 tập đó thì sẽ chia sẻ đến lớp 2 cái tập tiếp theo là Neti Pakarana và Beta Kopadesa. Thì 2 cái tập này đó ở Việt Nam thì nó không thuộc vào trong Tiểu Bộ Kinh, nhưng mà trong cái Đại Tạng sau lần kết tập Tam Tạng thứ 6 đó thì 2 cái tập này nó có ở trong Tiểu Bộ Kinh. Vì vậy nhân cái chương trình mà chúng ta học về Tiểu Bộ Kinh thì chia sẻ với lớp 2 cái tập này, nói vắn tắt về hai cái tập kinh này thôi, tập 17 và tập 18. Sau cái phần này thì chúng ta sẽ ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 3. Như chúng ta đã học đó, Tiểu Bộ Kinh thì có tất cả là 16 tập. 16 tập này chúng ta cũng đã học qua rồi. Ở đây thì nhân là cái buổi cuối cùng của cái môn học này thì sẽ ôn lại cho lớp một cách tổng quan về 16 tập này. Thứ nhất là tiểu tụng tiếng Bali là Khuddhakapatha. Thì trong tiểu tụng trình bày những cái kiến thức Phật học căn bản như là tam quy này, 10 giới, 32 thể trược, một số câu hỏi đáp, kinh Điềm Lành, kinh Châu Báu, kinh Hoài Bức Tường, kinh Tam Bảo và kinh Từ Bi. Thì những cái chủ đề này được nói trong trong tiểu tụng. Khi chúng ta nói đến tiểu tụng thì chúng ta nhớ đến những cái chủ đề này, hoặc là giả sau này chúng ta tìm một cái tài liệu nào đó liên quan đến những cái chủ đề này thì chúng ta cũng biết được cái nguồn gốc của cái tập kinh nào để tìm. Ví dụ như muốn tìm về cái chánh tạng của cái kinh Điềm Lành thì chúng ta mới biết là kinh Điềm Lành là nằm trong trong tiểu bộ kinh, nhưng mà là tập đầu tiên đó là tập tiểu tụng. Khi nói về những cái vấn đề về các cái chúng sanh mà không biết tạo phước, rồi sau khi chết đọa vào các cái khổ cảnh, rồi mới trở về nhà, họ ở với mái hiên nhà, họ ở ngoài mé rào, họ ở với bụi cây để họ mong cái người thân tạo cái phước để hồi hướng cho họ, để họ được thoát khỏi khổ cảnh. Khi nói về những cái vấn đề như vậy, chúng ta muốn tìm một cái bài kinh để dẫn chứng thì chúng ta nhớ, à, trong tiểu tụng nó có một cái bài kinh đó là kinh Hoài Bức Tường, thì chúng ta sẽ vào cái tập đầu tiên của tiểu bộ kinh để mà chúng ta tìm cái chánh tạng, rồi từ cái chánh tạng đó chúng ta triển khai ra. Đó là cái tập đầu tiên. Thứ hai là kinh Pháp Cú, tiếng Bali là Dhammapada. Thì kinh Pháp Cú gồm có tất cả là 423 kệ ngôn được sắp xếp thành 26 phẩm theo các cái chủ đề khác nhau, với nội dung cô đọng trình bày những giáo lý căn bản với những cái chuẩn mực đạo đức mà một người học Phật cần phải có. Nói đến kinh Pháp Cú là nhớ đến 423 kệ ngôn, và 423 kệ ngôn này chia theo từng nhóm chủ đề, có tất cả là 26 chủ đề thành 26 phẩm. Thứ ba là kinh Phật Tự Thuyết. Kinh Phật Tự Thuyết là những cái bài kinh này do Đức Phật tự nói, không có do ai thỉnh cầu cả, có tất cả là 80 bài kinh. Đức Phật kể lại những cái sự việc đã xảy ra khi Ngài mới thành tựu đạo quả giác ngộ. Lúc đó sau khi thành tựu đạo quả thì Đức Phật ở tại cõi Bồ Đề 49 ngày 7 tuần lễ để trải nghiệm cái hạnh phúc giải thoát mà Ngài vừa thành tựu được. Thì những cái phần này được nói trong kinh Phật Tự Thuyết. Thứ tư là kinh Phật Thuyết Như Vậy. Kinh Phật Thuyết Như Vậy gồm có tất cả là 112 bài kinh với cái ngôn từ trong sáng, và cái kinh này là do một cái người nữ tỳ của hoàng hậu, do hoàng hậu không đến nghe Đức Phật giảng được, rồi cái người cung nữ này mới đến nghe giảng, nghe Phật giảng rồi trở về thuật lại cho hoàng hậu cùng các cái phi tần ở trong cung nghe. Nên khi mà kể lại đó thì cái người cung nữ này bắt đầu mỗi cái thời pháp bằng cái câu là Đức Phật đã dạy như vậy. Vì vậy cái tập kinh này có tên là Kinh Phật Thuyết Như Vậy.
Chúng ta ngày nay cũng vậy, muốn kể là một cái vấn đề gì như là sư phụ hay là ni trưởng, ni sư hay là cha mẹ dặn dò gì đó, mình nói lại cho người khác, mình nói à sư phụ đã nói như vậy đó, sư phụ đã dạy như vậy đó. Thứ năm là kinh tập, tiếng Bali là Sutta Nipata. Kinh tập gồm có 5 chương với 71 bài kinh. Nội dung chính của kinh tập là phá bỏ những cái nghi thức tôn giáo, những cái niềm tin mù quáng về sự tồn tại của một thượng đế vĩnh hằng. Và qua đó nhấn mạnh vào cái tinh thần tự giác tự lực của mỗi người. Rồi nội dung chính của bài của cái tập kinh này, tập thứ năm. Thứ sáu là thiên cung sự, tiếng Bali là Vimana Patthu. Thiên cung sự có 7 chương, trong đó là có 4 chương miêu tả những cái lâu đài của các tiên nữ và 3 chương kể về lâu đài của các vị tiên nam. Các vị này sở dĩ được sanh lên cõi trời sống là do các vị này đã từng sống cái đời đạo hạnh, hành trì theo năm giới, tu tập bát quan trai cùng với các cái biện thiện. Làm các cái biện thiện tùy theo cái khả năng, tùy theo cái hoàn cảnh của mình, nhưng mà tất cả đều làm các cái thiện sự. Nên sau khi mất được thoát sanh về cõi trời, ở trong những cái tòa lâu đài cung điện ở cõi trời. Và những cái câu chuyện này là do Ngài Mục Kiền Liên, Ngài lên cõi trời đó, Ngài thấy, Ngài hỏi các cái vị chư thiên ở trên đó. Thì Ngài Mục Kiền Liên là Ngài có thần thông bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Thì mỗi cái giờ trưa đó thỉnh thoảng Ngài lên cõi trời rồi thấy các cái vị chư thiên. Đồng là chư thiên sanh lên cõi trời, nhưng mà có vị thì có dung sắc thù thắng cao to, có vị thì có âm thanh trầm hùng, có vị thì có làn da sắc vàng, mỗi người mỗi vẻ. Ngài Mục Kiền Liên Ngài thấy như vậy, Ngài mới hỏi, Ngài hỏi các cái vị chư thiên đó do cái nhân cái duyên gì, do cái thiện nghiệp gì mà được sanh lên cõi trời. Các vị này kể lại, Ngài Mục Kiền Liên Ngài Ngài mới về, Ngài thuật lại với Đức Phật. Đức Phật mới nói lên cái tập này mà có tên là Thiên Cung Sự, kể lại những sự việc ở cõi trời. Trái ngược với Thiên Cung Sự là Ngạ Quỷ Sự, tiếng Bali là Beta Bát Thu, miêu tả những cảnh giới khổ đau của những chúng sanh đã tạo những cái nghiệp bất thiện, có thể là người đời, có thể là người tu. Và các cái loài ngạ quỷ á, trong cái tập ngạ quỷ sự này có hai dạng như lúc trước đã có nói với lớp á. Một dạng chúng ta gọi là quỷ thần, như các cái vị thọ thần đó cũng thuộc loại là quỷ thần. Rồi một dạng là các cái loài quỷ đói do những cái nghiệp bất thiện sanh vào các cái khổ cảnh phải chịu cảnh đói khát, không ai dâng cho cái thức ăn vật uống, mà giả có đi nữa thì do cái nghiệp nó chiêu cảm cũng không có uống, không có ăn được. Thứ tám là trưởng lão tăng kệ. Trưởng lão tăng kệ gồm có 264 tích truyện với 1.279 kệ ngôn do các cái vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật thuật lại về cuộc đời, về công phu tu tập và sự hành trì của các ngài trên con đường đưa đến đạo quả A-la-hán. Sau khi thành tựu đạo quả A-la-hán rồi thì các ngài kể lại. Nên cái tập trưởng lão tăng kệ được xem như là những bài ca chứng đạo ca của các cái vị thánh tăng. Kế đến là trưởng lão ni kệ, là những cái kệ ngôn chứng đạo của các cái vị thánh ni
gồm có 73 tích truyện với 521 kệ ngôn do các cái vị tỳ kheo ni đệ tử của Đức Phật cảm tác, cũng nói về cái tiến trình tu tập, về hành trình tu chứng của các vị tỳ kheo ni, nói về số phận của các cái vị nữ lương. Có những vị có những cái hoàn cảnh rất là thương tâm, nhưng mà sau đó có duyên gặp được Đức Phật, được xuất gia tu tập và cuối cùng thành tựu được đạo quả A-la-hán. Thì cả hai tập Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Tăng Kệ được xem là những tác phẩm có giá trị trong cái dòng văn học của Ấn Độ, vì đây là những cái tác phẩm thi kệ có giá trị mang nặng tình người. Nhất là đối với cái tập Trưởng Lão Ni Kệ đó, kể về cái cuộc đời của những vị thánh ni, những ngày trước khi các vị gặp được Đức Phật, được xuất gia tu học, có những người có những cái hoàn cảnh rất là thương tâm. Và những cái bài ca chứng đạo này, những cái thi kệ này của các vị thánh tăng thánh ni được xem như là những khúc khải hoàn phản ảnh cái đời sống tu tập thanh tịnh giải thoát của các vị. Tập thứ 10 là chuyện tiền thân hay là bổn sanh, tiếng Pali là Jataka, là kể về những cái câu chuyện mà trong những cái kiếp sống quá khứ của Đức Phật, có tất cả là 547 câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Mỗi một kiếp sống, Ngài tái sanh vào những cái loài khác nhau, khi là người, có khi là vua chúa, có khi là đại thần, có khi là người lái buôn, nhưng mà cũng có lúc là những cái người thuộc giai cấp thấp cùng khổ. Khi vào loài súc sanh, có khi là làm vua, vua của loài nai, vua của loài voi, vua của loài sư tử, trong vô lượng kiếp sống. Nhưng mà mỗi một kiếp sống, Ngài đều vun bồi các cái pháp ba la mật. Chính vì mỗi kiếp sống Ngài vun bồi các cái pháp ba la mật, nên cái đạo quả giác ngộ giải thoát cuối cùng Ngài mới thành tựu được. Tập 11 là tập chúng ta mới học gần đây, nghĩa thích, tiếng Pali là Nidesha. Là giải thích, là phân tích. Giải thích điều gì? Giải thích kinh tập. Nghĩa thích có 33 bài kinh. Giải thích hai phẩm cuối của kinh tập là phẩm thứ tư và phẩm thứ năm. Giải thích một phần ở phẩm thứ nhất là phẩm rắn, nói về con tê kinh, con tê ngưu một sừng. Và tác giả của tác phẩm này là Ngài Xá Lợi Phất, là bậc trí tuệ bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Thì tập nghĩa thích gồm có hai phần là đại nghĩa thích Mahanidesa và tiểu nghĩa thích Chulanidesa. Tập 12 vô ngại giải đạo, tiếng Pali là Patisamvittamagga. Nội dung của vô ngại giải đạo trình bày các vấn đề Phật học cốt lõi, được trình bày theo thứ lớp thành từng phẩm như là 73 trí này, tứ thánh đế này, vân vân. Vô ngại giải đạo gồm có 3 phần: đại phẩm là phẩm đầu tiên, phẩm song tu và phẩm tuệ, là trình bày những cái vấn đề cốt lõi. Mỗi một phẩm như vậy có 10 chủ đề khác nhau. Mười ba thánh nhân ký sự hay còn gọi là bổn sự, có thể xem đây là một tập tự truyện kể về cuộc đời của các cái vị thánh nhân. Thánh nhân ở đây là có Đức Phật Toàn Giác, là chỉ cho Đức Phật Thích Ca, rồi Đức Phật Độc Giác, rồi chư vị thánh tăng, chư vị thánh ni, nên thánh nhân ở đây được chia làm bốn bốn dạng: cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, cuộc đời của các vị Phật Độc Giác gồm có 41 vị, chư thánh tăng thì có 559, thánh ni thì có 40.
14 là Phật sử hay cũng gọi là Chánh Giác Tông. Kể về sự tích của 24 vị cổ Phật từ Đức Phật Nhiên Đăng cho đến Đức Phật Ca Diếp và các phương cách các Đức Phật chuyển Pháp Luân như thế nào. Thật sự trong tập Phật sử này về tên thì liệt kê đến 28 tên của các Đức Phật. Nhưng mà kể về cái lịch sử mà chi tiết thì chỉ có 24 Đức Phật trình bày chi tiết. Ở 4 Đức Phật còn lại chỉ nói danh tánh là chính, không có kể về chi tiết. Thì qua cái Phật sử này chúng ta biết được Đức Phật danh tánh là sanh ở tại tại vương quốc nào, có tên tên gì, cha mẹ là ai, sau khi đắc đạo thì có được bao nhiêu đồ chúng và giáo pháp tồn tại bao lâu, thọ mạng của vị ấy được bao nhiêu năm. Rồi cái cách các vị chuyển pháp luân, có Đức Phật chuyển pháp luân thì dùng thần thông đến tại cái nơi đó để mà thuyết pháp độ sanh. Có vị thì đi bộ như Đức Phật Thích Ca đó, khi mà ngài thành đạo xong, ngài ở tại Bồ Đề Đạo Tràng một tuần lễ, xin lỗi, ở tại Bồ Đề Đạo Tràng 7 tuần lễ, rồi sau đó ngài rời Bồ Đề Đạo Tràng, ngài đến vườn Độc Uyển và ngài đã đi bộ. Ngài đi bộ vì sao? Vì ngài biết trên đường ngài từ Bồ Đề Đạo Tràng đến vườn Lộc Uyển, ngài có duyên gặp một cái người du sĩ ngoại đạo. Chỉ có cái một chút duyên gặp mặt nhau thôi mà Đức Phật đi bộ, Đức Phật không dùng thần thông. Chỉ một cái duyên thoáng qua gặp được Đức Phật, cái người du sĩ ngoại đạo đó gặp được Đức Phật, rồi trải qua bao năm tháng sống vất vả khổ cực. Cuối cùng nhờ cái nhân duyên đó đó, cái vị du sĩ ngoại đạo đó tìm đến gặp lại Đức Phật và xuất gia tu tập, sang thành tựu được thánh đạo thánh quả A-la-hán, chỉ vì một chút nhân duyên để cho cái gì đó gặp được, rồi sau này nhờ cái nhân duyên đó mà vị đó mới trở lại tìm Đức Phật. Mà khi chuyển pháp luân, Đức Phật có đủ thần thông chứ, nhưng mà Đức Phật không dùng thần thông, ngài đi bộ. Ngài đi bộ thì trong cái tập Phật sử này kể lại cho chúng ta nghe cái phương cách mà các Đức Phật đã chuyển pháp luân như thế nào. Tập 15 là hạnh tạng, là cái tập chúng ta vừa mới học đây, tiếng Pali Chariya Pitaka. Kể trình bày 35 câu chuyện tiền thân của Bồ Tát. Thì như đã nói đó, trong tập Chataka là tiền thân, đã kể là chuyện tiền thân rồi, thì hạnh tạng đã kể là chuyện tiền thân làm chi nữa. Cái khác giữa hạnh tạng và chuyện tiền thân hay là bổn sanh á, là thứ nhất là tập hạnh tạng á, là trích những câu chuyện từ tiền thân, từ cái tập tiền chuyện tiền thân tập Chataka, nhưng ở đây kể là một cách ngắn gọn. Và cái điểm đáng chú ý là hạnh tạng sắp xếp các câu chuyện theo từng nhóm chủ đề dựa vào các cái pháp ba la mật. Thứ nhất là những câu chuyện nói về bố thí ba la mật, thứ hai là những câu chuyện nói về trì giới ba la mật. Nên đây là cái khác giữa tập hạnh tạng và Chataka là chuyện tiền thân. Và cái tập cuối cùng lớp chúng ta vừa mới học sáng hôm nay, đó là cái nói về cái cuộc đối thoại giữa vua Milan Đà và ngài Na Tiên Tỳ Kheo, có tất cả 244 câu hỏi. Và 244 câu hỏi này được chia thành 5 nhóm chủ đề. Câu hỏi có khả năng cắt đứt sự nghi ngờ. Thứ hai là câu hỏi vượt tầm mức của chúng sanh trong tam giới, chỉ có các vị Bồ Tát mới đáp được. Thứ ba, câu hỏi có tính cách xác định, khẳng định, kết luận. Thứ tư, câu hỏi có tính chất, tướng, đặc tính của các pháp. Và câu hỏi bằng lỗi ví dụ. Năm nhóm chủ đề với 244 câu hỏi khác nhau. Và qua những câu hỏi này cho chúng ta thấy được cái trí tuệ sắc bén của vua Milinda, cũng như cái tuệ thâm sâu quảng kiến của ngài Na Tiên Tỳ Kheo. Đôi khi những ví dụ ngài đưa ra rất là bình thường, rất là giản dị, nhưng mà hữu ích vô cùng, nói lên được cái ý pháp rất là thâm sâu. Thì đây là 16 tập kinh trong tiểu bộ kinh theo ấn bản mới nhất của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành.
Thì như đã nói, ngoài 16 tập kinh này đó, thì ở tại Myanmar, sau lần khi tập Tam Tạng kinh điển lần thứ 6 đó, thì có hai tập kinh cũng được đưa vào trong tiểu bộ kinh là tập 17 và tập 18. Tập 17 là Neti Bhakarana, là hướng dẫn cách chú giải. Hôm trước có nói với lớp đó, những lời Đức Phật nói gọi là chánh tạng. Có những lời Đức Phật nói đó, chúng ta đọc vào chúng ta hiểu, nhưng mà không có hiểu thâm sâu lắm, nên các cái vị cao tăng mới giải thích những cái lời Đức Phật nói. Thì cái phần mà giải thích những lời Đức Phật nói gọi là chú giải. Thì cái tập này được xem là hướng dẫn cách chú giải. Khi mà chú giải, tức là khi giải thích cái lời Phật nói, không phải là giải thích theo cái tư kiến của mình, không phải giải thích theo mình muốn nói làm sao mình nói, không phải. Mà mình phải dựa vào kinh văn để mà giải thích. Vì vậy nó có một cái tập là hướng dẫn cách chú giải, cái tập thứ 17 trong tiểu bộ đó. Hai cái tập này thì không được liệt vào trong tiểu bộ kinh Việt Nam, nhưng mà ở Myanmar đó thì hai tập này nó là thuộc tiểu bộ, nó là tập 17 và tập 18 của tiểu bộ. Tập 17 là hướng dẫn cách chú giải. Neti Bhakarana, viết tắt là Neti. Do ngài Mahakacchayana là ngài Ca Chân Viên, ngài biên soạn. Cái tập này cũng được soạn vào thời Phật đó. Nội dung trình bày 16 cách giải thích hay phân tích giáo pháp. Khi mà giải thích hay phân tích giáo pháp có 16 cách, thì cái tập này trình bày 16 cách đó. Khi chúng ta giải thích, chúng ta phân tích những lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta dựa vào 16 cách này thì sẽ không bị đi lệch chánh pháp, không đi vượt khỏi chánh pháp, không vượt khỏi giáo pháp. Do vậy mà tập Neti được xem là hướng dẫn cách giải thích và tạo thành một cái bộ chú giải. Nói cách khác là tập Neti, Neti là nói tắt đó, nói đầy đủ là Neti Pakarana. Trình bày phương pháp nhằm hướng dẫn những ai đã am hiểu lời Phật dạy, muốn giải thích những lời dạy của Đức Phật một cách rõ ràng, súc tích và chính xác, và cũng giúp người đọc hiểu được vấn đề một cách rõ ràng. Vì cái lý do này đó, nên bộ Neti, dù là không phải do Phật nói, do ngài Mahakacchayana ngài biên soạn, nhưng mà vẫn được Phật giáo Myanmar xếp vào trong tiểu bộ kinh vì cái giá trị. Nó không phải là bộ chú giải như các tác phẩm của ngài Buddha Gosha đó, thì là chú giải, nhưng mà cái tác phẩm này không phải là chú giải mà hướng dẫn cái cách để người ta soạn, người ta viết chú giải. Nên dù nó là soạn sao, tác phẩm soạn sao, nhưng mà nó không được được xếp vào trong chú giải mà được xếp vào trong chánh tạng là như vậy. Vì cái giá trị nội dung hàm chứa trong cái tập này. Cái tập kinh này như đã nói đó, chứa đựng những cái tư liệu để giúp cho người học giải thích cái vấn đề. Mình hiểu vấn đề rồi, nhưng mà mình giải thích như thế nào để cho người khác hiểu được vấn đề giống như mình mà nó không bị lệch lạc khỏi chánh pháp. Không phải giải thích theo cái tư kiến của riêng mình mà giải thích đúng chánh pháp, thì cái tác phẩm này nó chỉ cho chúng ta cái cách làm như vậy. sáu vấn đề được giải thích trong cái tập Neti Bhakarana. Thứ nhất là Desanahara, tức là giải thích hay giảng giải ý nghĩa của kinh. Tức là khi mà chú giải, có thể là mình chỉ giải thích ý nghĩa của kinh thôi. Cách thứ hai, Vichayahara, giải thích bằng cách tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật. Tức là giải thích rồi chúng ta tìm những cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta đưa vào dẫn chứng. Nó có những cái cách giải thích như vậy. Yuti Hara,
Đã giải thích bằng cách xem xét cách dùng từ và ý nghĩa của từ cho thích hợp. Tức là mình giải thích mình phải chọn từ sao cho thích hợp, chứ không phải là mình muốn dùng từ nào mình dùng. Trong Bali á, có những từ á, có ý nghĩa giống nhau hoặc có những từ á, cái căn của nó giống nhau nhưng mà cái ý nghĩa của nó khác nhau. Nên khi mà mình giải thích thì chúng ta cần phải hiểu, chứ không phải là chúng ta chọn các cái từ theo cái nghĩ riêng của mình, mà phải chọn đúng từ. Thì cái cách mà chọn đúng từ ở đây đó, thì gọi là Yutihara, vân vân. Có tất cả là 16 cách. Yutihara là thích hợp hay không thích hợp. Đây là thích hợp, là chọn từ có thích hợp hay không đó. Ở trong tiếng Bali đó, có những cái từ cái căn nó giống nhau nhưng mà cái nghĩa nó không có giống nhau. Do vậy khi mà chọn từ, chúng ta phải biết cái từ nào thích hợp, từ nào không thích hợp. Có tất cả là 16 cách để giúp cho những ai muốn giải thích, muốn phân tích, giảng giải lời Phật dạy cho rõ ra, thì dựa vào cái tập này để giải thích, để không bị lệch lạc khỏi giáo pháp. Thì đây là 16 cách. Tập Neti Bakarana không nhằm mục đích cung cấp kiến thức Phật học đến người học, cũng không phải là tài liệu chú giải nhằm gỡ rối những điểm khúc mắc của chánh tạng, mà đây chỉ là phương pháp hệ thống hóa tiếp thu và diễn giải những kiến thức đã được trình bày trong Tam Tạng. Bản thân tác phẩm này không phải là một bản chú giải, mà là bản hướng dẫn các nhà chú giải. Nên nói cái tập này không có mục đích cung cấp những kiến thức Phật học. Ở trong đây không có trình bày những kiến thức Phật học. Cũng không phải là tập chú giải, vì chú giải thì phải giải thích rộng ra. Cái tập này không có trình bày về cái kiến thức Phật học, cũng không phải giải thích rộng ra, mà là chỉ cho chúng ta cái phương pháp. Chúng ta có kiến thức rồi, hiểu về Phật pháp rồi. Bây giờ mình muốn viết, mình muốn trình bày hay mình muốn viết một cái tác phẩm diễn giải giải thích ra, thì mình dựa vào đây, mình viết, mình trình bày thì nó đúng đúng với chánh pháp. Cái tập 18 là Beta Kobadesa, gọi là phương pháp soạn chú giải. À, hai cái tập này nó không phải là chú giải mà là cái cách để chỉ cho chúng ta chú giải. Tác phẩm này cũng do ngài Mahakacchayana ngài biên soạn. Thì cái tác phẩm này được thêm là một cái bản hướng dẫn cho những ai đã hiểu kinh Phật, biết được phương pháp trình bày nội dung cho người khác hiểu cũng như mình. Nên nó còn gọi là phương pháp soạn chú giải. Ở trong thực tế đó, chúng ta thấy có một số vị á, có kiến thức thông hiểu giáo pháp rất là thâm sâu, nhưng mà do mình không có biết về cái phương pháp đó, không biết về cách trình bày trên khi giảng giải đó, làm cho người nghe cảm thấy bối rối khó hiểu. Dù là có kiến thức nhưng mà cái phương pháp không có, nên làm cho người nghe cảm thấy khó hiểu. Có kiến thức cộng với biết phương pháp truyền đạt hay giảng giải thì người nghe sẽ dễ nắm bắt được vấn đề hơn. Và ngày nay chúng ta thấy có, hồi xưa đó học cao đẳng ra dạy cấp 2, học đại học ra dạy cấp 3, cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm ra dạy cấp 3.
tới là có bằng cử nhân, nhưng mà những vị đó sau này dạy lên cử nhân thì người ta lại mở ra cái lớp gọi là cái lớp là bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Thì những vị mà đã tốt nghiệp cử nhân rồi mà muốn dạy lên cái cử nhân thì phải có cái chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Thì cái lớp mà bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm này đó, nó không có cung cấp kiến thức, không có cung cấp kiến thức trong cái quá trình học cao đẳng sư phạm, trong cái quá trình học về đại học sư phạm đã học kiến thức rồi, kiến thức chuyên ngành của mình rồi. Khi học cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, người ta không có bổ sung kiến thức cho mình mà người ta chỉ cái cách truyền đạt như thế nào để mà sinh viên nắm bắt được vấn đề chúng ta cần truyền đạt. Thì cái tác phẩm Netic và Beta của Ba Đề Sát là theo cái cách như vậy. Có kiến thức rồi chứ không phải là chỉ cái kiến thức, đây là chỉ cái phương pháp, chỉ phương pháp. Beta của Ba Đề Sa bàn về phương pháp luận văn bản và phương pháp chú giải tam tạng. Nói cách khác, Beta của Ba Đề Sa là một bản hướng dẫn cho những ai đã hiểu kinh Phật, biết được phương pháp trình bày nội dung đó cho người khác cũng hiểu như mình. Do vậy, Beta của Ba Đề Sa tạm dịch là phương pháp soạn chú giải hay khai mở giáo điển. Tóm lại, có thể nói trong kho tàng tam tạng kinh điển Pali, chỉ có tác phẩm Netic và Beta Kosa được xem là hai quyển kinh giới thiệu phương pháp chú giải, giải thích những từ, những câu đã được nói trong chánh tạng. Dựa vào hai bộ kinh này, các nhà nghiên cứu có thể biết được cách giải thích từ ngữ cũng như chú thích các đoạn kinh trong chánh tạng đúng với phương pháp, đúng theo lời Phật dạy. Chính vì giá trị cao quý này nên Ngài Dhammapada trong chú giải Neti đã khẳng định, nếu không có sự trợ giúp và hướng dẫn của tài liệu Neti thì sẽ không có sự hiểu biết chắc chắn về ý nghĩa của kinh và sẽ bị lệch lạc. Chúng ta thấy cái giá trị của hai tập này. Tuy ở tại Việt Nam không được đưa vào trong tiểu bộ kinh, nhưng mà tại Myanmar và sau lần ký tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ 6 đó, thì hai cái tập này là được đưa vào vào trong Tạng Kinh, cụ thể là tiểu bộ kinh đó. Mà tóm tắt cho cả cái phần tiểu bộ kinh. Tiểu bộ kinh cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh về xã hội, chính trị, văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán của đất nước Ấn Độ cổ xưa, đời sống sinh hoạt của Đức Phật và Tăng đoàn, các giáo lý từ cơ bản đến chuyên sâu. Mục đích của những lời Phật dạy nhằm giúp chúng ta có được lợi ích thiết thực ngay trong kiếp sống hiện tại. Qua các buổi học cho chúng ta thấy, 16 tập kinh trong tiểu bộ kinh và hai tập sau cùng vừa mới chia sẻ với lớp ạ. Dù chúng ta không có thời gian đi sâu vào nội dung của từng bài kinh, nhưng mà ít nhất qua các buổi học chúng ta có một cái kiến thức căn bản về về tiểu bộ kinh. Ví dụ khi nói về tiểu tụng thì chúng ta cũng biết được là trong tiểu tụng có những cái bài kinh rất là quen thuộc, như là kinh Hạnh Phúc này, kinh Tam Bảo này, kinh Từ Bi này. Khi nói về kinh Pháp Cú thì chúng ta biết được cả bộ kinh này là những kệ ngôn ngắn gọn, cô đọng phần cốt lõi của giáo pháp. Chúng ta không đi vào chiều sâu, nhưng mà về căn bản chúng ta nắm được. Khi nói về thiên cung sự, ngạ quỷ sự, chúng ta biết đó là những câu chuyện về nhân quả,
Làm thiện thì được sanh lên cõi trời, làm ác thì đọa vào những cái khổ cảnh. Khi nói về trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ, chúng ta biết đây là những bài ca chứng đạo của các vị thánh tăng, thánh ni. Khi nói về mi tiên vấn đáp, chúng ta biết được đây là cái cuộc đối đáp giữa một vị đế vương và một nhà sư trẻ, nhưng mà trí tuệ rất là thâm sâu, rất là quảng kiến. Rồi hai tập cuối cùng, dù trong tiểu bộ của Việt Nam không có đề cập đến, nhưng mà chúng ta cũng biết đó là hai tập kinh chỉ cho chúng ta cái phương pháp để chúng ta chú giải, giải thích lời Phật dạy, làm cho người đọc, người học nắm bắt được rõ ràng hơn, hiểu biết hơn. Nhưng mà hiểu biết đây là đúng chánh pháp, chứ không phải giải thích theo cái ý của riêng bản thân mình. Mục đích của những lời Phật dạy nhằm giúp chúng ta có được cái lợi ích thiết thực ngay trong kiếp sống hiện tại. Mà muốn được như vậy thì phải như thế nào? Chúng ta phải thẩm thấu được những lời dạy ấy, phải làm cho những lời dạy của Đức Phật trở thành hơi thở, trở thành nhịp sống của mình kìa. Có như vậy thì chúng ta mới có thể nếm được cái hương vị của giáo pháp. Và có như vậy thì chúng ta mới có thể lan tỏa được cái hương vị đó đến những người có duyên với mình. Như chúng ta biết, đất nước Myanmar còn nghèo lắm. Thời gian gần đây là bị nội chiến, đời sống của người dân cơ cực. Những năm tháng mà học ở Myanmar cũng vất vả lắm. Tại đất nước Myanmar còn nghèo, nghèo lắm kia. Mà bây giờ nội chiến rồi đất nước người ta cơ cực lắm. Người dân sống nghèo khổ lắm. Nhiều khi những người công nhân mà họ làm ở trong trường đó, mỗi ngày họ đi ở Myanmar là làm việc là bắt đầu từ 8 giờ sáng bắt đầu mới làm, và làm liên tục cho đến 3 giờ chiều. Buổi trưa họ nghỉ một chút 10-15 phút, họ ăn ăn trưa ở tại nơi họ làm việc, chứ không có đi về. Không phải làm hai buổi rõ ràng như ở mình. Ở mình đây tầm 10-11 giờ là về nghỉ trưa, rồi đầu giờ chiều lại làm tiếp. Ở Myanmar là 8 giờ họ làm việc, họ làm liên tục cho tới 3 giờ chiều. Buổi trưa như vậy đó là họ họ đem cơm theo. Học học sinh đó, nó cũng đem cơm theo, rồi người đi làm cũng đem cơm theo. Nên sáng mà người ta ra khỏi nhà là người nào cũng có xách cái cà mang cơm theo hết. Người nào cũng có cái cà mang cơm. Và những cái người công nhân mà họ làm việc ở trường là trường đại học Phật giáo, chính phủ họ tài trợ. Nên là họ thuê công nhân làm hết, quét dọn, nấu nướng này, là có công nhân họ làm. Mà những người công nhân đó họ đi làm ở bữa trưa họ đem cơm theo. Mình thấy cái cà mên cơm của họ có một chút cơm với cái loại đậu, cái đậu nó đỏ đỏ như là cái đậu ngự của mình vậy. Họ luộc lên rồi họ trộn một ít gia vị vào trong đó, một buổi trưa họ ăn cơm có vậy đó. Họ sống thấy thấy cái đời sống của người ta nó rất vất vả lắm. Nhưng mà nhìn cái người dân Myanmar mình không có thấy họ khổ đâu. Trên cái nét mặt họ lúc nào cũng có cái sự thanh thản nhẹ nhàng lắm, chứ không có cái nét lo toan. Dù đời sống của họ nó khổ như vậy đó, nhưng mà mình nhìn trên cái nét mặt của họ không có sự lo toan tính toán, mà rất là bình an. Cái nét mặt của người dân Myanmar rất là bình an, mà họ cười á giống như cả không gian đều cười. Chính vì vậy nên có một số người khi mà đi sang Myanmar rồi họ về đó, họ về họ viết một cái bài viết về nụ cười của người Myanmar. Cười là cười một cách rạng rỡ, cười một cách thoải mái, chứ không phải là gắng gượng mà cười dù đời sống rất là khổ cực. Vì đâu người dân Myanmar lại có được những cái điều đó? Vì họ thấm nhuần lời Phật dạy. Giáo pháp của Đức Phật không còn là những giáo điều nằm trong sách vở, không còn là những cái nguyên tắc nên làm hay không nên làm, mà nó trở thành nếp sống, nếp nghĩ của người dân ở xứ sở chùa tháp này. Khi nó còn là giáo điều, nó là khuôn phép thì mình cảm thấy nó là bó buộc, cái này nên làm, cái kia không nên làm.
Nhưng mà khi nó trở thành nếp sống, nếp nghĩ thì nó là cách sống của chung một cộng đồng. Nên người ta nghèo nhưng mà người ta sống thanh thản, sống nhẹ nhàng. Và ở Myanmar có ba báu vật được xem là báu vật quốc gia. Không phải là của cải vàng bạc châu báu, mà cả ba báu vật này đều liên quan đến đến Phật giáo. Thứ nhất là chùa vàng Sredokorn, ngôi chùa lưu giữ 8 sợi tóc theo lịch sử của đất nước Myanmar, là nơi lưu giữ 8 sợi tóc của Đức Phật từ những ngày Đức Phật mới thành đạo. Hai người thương buôn Balika và Tabusa gặp được Đức Phật, rồi Đức Phật tặng cho 8 sợi tóc, rồi hai người mang 8 cái sợi tóc này về dâng cho vua. Nhà vua xây một bảo tháp để tôn thờ. Từ thời Phật cho đến ngày nay nó là một cái tháp cao 99 mét, nằm trên một cái đỉnh đồi cao 50 mét. Và chúng ta thấy bên ngoài cái tháp là giá 60 tấn vàng. Nó nằm trên đỉnh đồi giữa thành phố Yangon, nên chúng ta đi quanh thành phố Yangon là chúng ta đi cái hướng nào chúng ta cũng dễ nhận ra được ngôi chùa này. Và buổi tối á, cái tháp là bên ngoài là vàng, nên người ta dùng cái đèn pha người ta rọi vào, buổi tối mà chúng ta đi ngang chúng ta nhìn giống như là một cái khối vàng nó tỏa sáng vậy, đẹp vô cùng. Đây là cái báu vật đầu tiên cũng là biểu tượng của đất nước Myanmar, chùa vàng Sredokorn. Cái báu vật thứ hai là đá thiên Chaitya. Chúng ta nhìn thấy một cái khối đá nằm trên ven trên một cái khối đá khác nằm nghiêng. Vậy mà trải qua bao năm tháng, cái khối đá này nó không có đổ, nó không có rớt xuống, nên người ta mới gọi là đá thiên. Nơi đây cũng tôn thờ Xá Lợi Tông của Đức Phật. Báu vật thứ ba là tượng Phật Mahamuni. Chúng ta nhìn cái tượng Phật. Cái tượng Phật này á, theo lịch sử là được tạc vào thời Đức Phật còn tại thế. Myanmar và Ấn Độ có cùng biên giới với nhau. Lúc đó Đức Phật sang Myanmar để mà thuyết pháp cho vua và dân ở cái vùng Dắt Khai. Thì trước khi mà Đức Phật đi về, nhà vua bạch Đức Phật xin tạc lại một cái tượng Phật. Và Đức Phật đồng ý và cho tạc cái tượng. Nên người dân Myanmar họ xem cái tượng này như là cái tượng Phật sống. Tạc vào lúc Đức Phật còn tại thế, lúc đó nó nằm ở Bang Dắt Khai. Sau này cái tượng Phật đem về được tôn thờ tại ngôi chùa Mahamuni giữa thành phố Mandalay ngày nay. Và vì họ xem là tượng Phật sống, nên mỗi buổi sáng người ta làm cái lễ đánh răng rửa mặt cho cái tượng Phật này. Ngày nào cũng như ngày nấy, cho đến bây giờ cũng như vậy. Nếu mà có dịp sang Myanmar đến thành phố Mandalay vào lúc 4 giờ sáng đến tại ngôi chùa Mahamuni này, chúng ta sẽ dự cái lễ đánh răng rửa mặt Phật. Họ làm rất là trang trọng. Đầu tiên là người ta dâng hoa lên cúng Phật, rồi người ta dùng một cái loại nước thơm và có một vị tăng đại diện đứng dùng một cái que như ngày xưa Đức Phật dùng, và cái que tre người ta chà răng cho Phật, chà răng cái tượng này, rồi rửa mặt. Rồi một số người cư sĩ, nam cư sĩ đứng bên cạnh để mà phụ giúp với cái vị tăng đó, đưa khăn, đưa nước này kia, một cái lễ đánh răng rửa mặt khoảng 1 tiếng đồng hồ, mà sáng nào cũng như vậy. Vì xem cái tượng này là tượng Phật sống được tạc vào từ thời Phật. Và chúng ta thấy cái tượng Phật đó, nó gồ ghề lên trên, là người Myanmar họ có cái truyền thống là giáp vàng cúng dường tượng Phật. Họ mua những cái miếng vàng lá mỏng đó, người ta làm những miếng vàng lá mỏng người ta bán, rồi người ta lấy cái miếng vàng đó người ta giáp lên cái tượng Phật. Trải qua bao năm tháng mà ngày nay cái thân của Đức Phật chỉ có cái mặt là không được phép dán thôi, toàn thân Đức Phật người ta dán hết, nên cái tượng Phật nó dày, nó to như vậy. Cái lớp vàng mà người ta dán vào ngày nay dày hơn 1 tấc đấy, cái tượng Phật Mahamuni. Thì đây được xem là ba báu vật quốc gia của đất nước Myanmar. Nói như vậy để chúng ta thấy được cái đời sống tâm linh của người Myanmar rất là cao, dù cái đời sống vật chất không bằng ở các nước khác, nhưng mà đời sống tâm linh của họ rất là cao. Họ thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật. Thì đến đây chúng ta kết thúc cái phần giới thiệu về Đức Phật. Chúng ta sang cái phần tiếp theo là cái phần ôn thi.
Có một học viên hỏi là cái phần mà tiểu luận giữa kỳ có giới hạn trang hay không? Mà tiểu luận giữa kỳ thì chỉ có các vị ở miền Bắc thì làm tiểu luận thì viết khoảng 10 trang trở lại thôi, đừng viết nhiều, khoảng 10 trang trở lại. Toàn tập tiểu luận kể cả trang bìa, trang trang mục lục thì tổng cộng hết khoảng 10 trang. Cái phần ôn thi cuối kỳ hôm nay chúng ta có cái phần này có 5 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là giải thích từ Nidesha và trình bày tóm tắt Mahanidesha là đại nghĩa thích và Chulanidesha là tiểu nghĩa thích. Cái phần này thì lớp chúng ta vừa mới học hôm trong cái tập là tập 11 đó. Để mà trả lời câu này thì lớp tham khảo cái tập tập 11 trong tiểu bộ kinh. Cái phần này là có hai phần. Thứ nhất á, là giải thích từ Nidesha. Cái phần thứ hai là tóm tắt Mahanidesha và Chulanidesha. Thì cái phần giải thích Nidesha thì lớp viết lại cái phần mà giải thích từ đó. Lớp viết lại cái phần đó. Rồi cái phần mà trình bày tóm tắt đó thì chúng ta chỉ tóm tắt ngắn gọn thôi. Trước tiên á là lớp viết một vài dòng cho biết là tập Nidesha gồm có hai phần. Phần thứ nhất là Mahanidesha và phần thứ hai là Chulanidesha. Chúng ta mở ngoặc, chúng ta ghi tiếng Việt vào. Rồi cái phần Mahanidesha là giải thích 210 kệ ngôn trong 16 kinh thuộc phẩm thứ tư của kinh tập. Và 16 kinh này được trình bày theo 16 chủ đề khác nhau. Và chúng ta biết đến đó thì không có cần liệt kê ra 16 chủ đề đâu. Phần thứ hai, Chulanidesa thì nó có hai cách viết, tùy theo các vị, nếu mà vị nào viết hai hai chữ L thì không cần chấm dưới, nếu một L, một phụ âm lá đó thì cái phụ âm lá phải chấm dưới. Chulanidesa giải thích 119 kệ ngôn thuộc phẩm thứ năm của kinh tập. Cộng với 41 kệ ngôn trong kinh Con Tê Ngưu Một Sừng thuộc phẩm thứ nhất của kinh tập. Thì các cái kệ ngôn này được trình bày trong 17 mục. Rồi, lớp chỉ cần nói đến đó thôi. Là cái phần thứ nhất là giải thích từ Nidesha và trình bày tóm tắt Mahanidesha và Chulanidesha. Cái phần này lớp nắm được chưa? Có vị nào có gì thắc mắc về cái câu này không? Dạ, cái câu này qua được chưa ạ? Dạ mô Phật được rồi sư. Cảm ơn. Chủ đề thứ hai là trình bày bốn đạo lộ được tôn giả A Nan giới thiệu trong tập Patisamvida Magga, tức là vô ngại giải đạo. Trình bày bốn đạo lộ được tôn giả A Nan giới thiệu trong kinh Xin tập. phòng chị Diệu, chị Diệu Thanh chị để Cái phần này đó thì lớp xem trong tài liệu. Cái phần này là viết nguyên văn trong Chánh Tạng. Trong Vô Ngại Giải Đạo đó thì ngài A Nan ngài có gọi các cái vị tỳ kheo đến và ngài nói như sau: Này các đại đức, bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào tuyên bố về phẩm vị A-la-hán ở sự hiện diện của tôi, tất cả đều do bốn đạo lộ hoặc do một đạo lộ nào đó của bốn đạo lộ này. Do bốn đạo lộ gì? A. Này các đại đức, ở đây vị tỳ khưu tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước, trong khi vị ấy tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước, đạo lộ được hình thành cho vị ấy. Vị ấy rèn luyện tu tập làm cho sung mãn đạo lộ ấy, trong khi vị ấy rèn luyện tu tập
làm cho sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt đối với vị ấy. Đây là phần A. Rồi có phần B, phần C và phần D. Thì lớp viết ra các cái phần này là bốn đạo lộ được tôn giả A Nan giới thiệu trong tập Patthisamita. Giờ phần này qua được chưa ạ? Dạ, mô Phật Ni Sư con thấy qua được rồi. Phần thứ ba, chú giải hạnh tạng. Vì sao gọi là pháp hành ba la mật? Phải liệt kê 10 pháp ba la mật theo ba ni tạng. Vì sao gọi là pháp hành ba la mật? Dạ mời, mời một học viên trả lời câu này. Vì sao gọi là pháp hạnh ba la mật? Chúng ta bố thí này, chúng ta trì giới, chúng ta hành thiền cũng là các cái thiện sự, nhưng mà nó khác ba la mật như thế nào? Trong tài liệu lớp xem ở các phần của Ngài Dhammapala, Ngài Dhammapala Ngài giải thích sở dĩ được gọi là pháp hạnh ba la mật vì những pháp này không bị chi phối bởi tham ái, ngã mạn, tà kiến, đồng thời kết hợp với tâm bi và trí tuệ với phương cách rõ ràng đưa đến cứu cánh niết bàn. Như vậy được gọi là pháp hạnh ba la mật. Cái câu này nó có hai ý. Ý thứ nhất là vì sao gọi là pháp hạnh ba la mật? Thì lớp viết ở cái đoạn sở dĩ được gọi là pháp hạnh ba la mật vì không bị chi phối bởi tham ái, bởi ngã mạn, bởi tà kiến. Đó là cái câu A. Cái câu B thì liệt kê ra 10 pháp ba la mật. Thì 10 pháp ba la mật gửi đến lớp đó. Vị nào nhớ thì viết, viết tiếng Việt và tiếng Bali. Vị nào không nhớ thì chỉ viết tiếng Việt thôi, nhưng mà đương nhiên viết tiếng Bali vào thì sẽ cộng thêm điểm vào. Thứ nhất là bố thí ba la mật, thứ hai là trì giới ba la mật. Chỉ liệt kê ra như vậy thôi, không cần giải thích. Bố thí ba la mật, nếu nhớ tiếng Bali thì chúng ta mở ngoặc, chúng ta viết là Dana Parami. Rồi trì giới ba la mật, mở ngoặc ra viết là Sila Parami, vân vân. Cho đến pháp hạnh cuối cùng là hành xả ba la mật. Và câu này lớp nắm được chưa? Các cái phần này trong tài liệu đều đã có đó, để ôn lại nhắc cho lớp nhớ để tìm cái tài liệu. Cái câu này là tìm trong cái tập hạnh tạng. Vậy câu này qua được chưa ạ? Dạ, một phần xưa qua. Một phần. Thứ tư, tóm tắt tập Thánh Nhân Ký Sự, tập 13. Từ các vị tóm tắt sao đủ ý thôi. Tóm tắt khoảng 200, 100 đến 300 từ như vậy. Tóm tắt sao cho đủ cái ý. Viết sao để vừa đủ giờ, cái giờ thi. Tham khảo tập kinh số 13. Thứ năm là trình bày giá trị của tiểu bộ kinh trong đời sống tu tập hàng ngày. Viết khoảng từ 300 đến 500 từ. Ở đây là cái phần ôn thi, lớp về tập trung vào những cái chủ đề này. Và lớp có gì thắc mắc về các cái phần ôn thi này không ạ? Dạ, lớp có gì thắc mắc về các cái phần ôn thi? Dạ, mô Phật Kính Ni Sư, con là Liên Trí ạ.
Dạ kính ni sư cho con hỏi xíu là có nghĩa là cái thời gian thi giống như giữa kỳ đúng không ni sư? Và chúng con cũng Mô sợ Phật. là học như giữa kỳ đúng không ni sư? Mô Phật bạch ni sư. Dạ. Sao nó sao nghe không rõ? Dạ mô Phật kính ni sư nghe con nói chưa ạ? Là những cái chủ đề chính để cho lớp tập trung vào ôn thi, vì ôn soạn học thế nào là tùy tùy quý học viên đó, cái ôn soạn học rồi cái thời gian thì văn phòng sẽ thông báo. Dạ có việc à, mong Phật mời sư cô. Mà sư cô liên trí Dạ mô Phật kính ni sư á, đề thi là 5 chúng câu, con, dạ chúng con làm hết năm đề câu thi đó 5 trong một cái câu buổi thi hay sao ạ? Mô Phật, dạ. sư cô trí cái sao nói nghe không có rõ lắm, nếu ấy thì nhắn tin đi, chị nghe không nói nghe không có rõ. Dạ mô Phật kính ni sư, dạ. Tiếng rưỡi mô vợ làm kịp giờ không? Hai cái câu cuối đó, hai cái câu cuối thì lớp cứ làm sao cho kịp cái thời gian của mình, để hai cái câu đó là hai cái câu mở, mình viết theo cái cách trình bày của mình chứ không có phải là dựa vào y trong những cái tài liệu họp. Thì lớp cứ viết như thế nào cho nó đủ cái thời gian thi của mình đó, mình soạn mình học, mình đừng có soạn quá dài rồi đến khi mình vào thi mình viết không có kịp. Thời gian thi 5 câu làm trong 1 tiếng rưỡi thì mình cứ chia ra, mình cứ chia ra 1 tiếng rưỡi đó, mình chia ra mình làm một câu là khoảng bao nhiêu phút vậy đó, nên mình soạn cho nó vừa vừa đủ cái thời gian mình viết. Chín phút mà có 5 câu thì một câu mình soạn viết xong khoảng trên trên 10 phút. Biết có kịp thời gian không? Lớp về về soạn các cái chủ đề này, hai cái câu cuối. Lớp cái về lớp cái soạn theo 5 cái chủ đề này rồi họp theo 5 cái chủ đề này. Đến khi ra thi thì cũng sẽ ra như thế nào để cho lớp kịp. Sẽ kịp giờ, yên tâm không có sao. Cứ về soạn 5 cái chủ đề này học đi, để biết sẽ kịp. Hôm nay là buổi học cuối,
Cảm ơn quý thầy, quý sư, quý sư cô và tất cả quý học viên trong ngày qua đã tham dự lớp học. Chúc cho cả lớp hôm nay nữa chúc cả lớp luôn được an vui sức khỏe, những cái nhân duyên thụ việc tu học giáo pháp bữa tục. Di đằng đô nha ti nằng hôn tô sư vi ta hôn tô nha ta vô y đằng đô nha ti nằng hôn tô sư vi ta hôn tô nha ta vô y đằng đô nha ti nằng hôn tô sau khi ta hoàn tu nha ta vô dạ chào cả lớp và mong Phật Mong Phật chúng con xin chào tri ân sư ạ. sư. Dạ mong Phật. Mong Phật chúng con xin tri ân sư.